chương 897, gió to quá, nghe không gió edit, tiếu, beta, kha sửa vào tốc độ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp, đánh chữ còn nhanh hơn cả nói, không có gì khó khăn cả. Nhưng lúc này Diệp Tu lại không gõ chữ, hắn không sợ mình gõ chậm chỉ sợ bánh bao nhất thời không để ý tin nhắn. Vì thế gào lên, em ô cái gì, không thấy người đâu. Bánh bao lập tức gào lại, lão choàng tàng hình, chú ý vào, Diệp Tu kêu, gió rồi giọng nói của bánh bao đầy vang dội. Hai cậu cần gì phải hét lên thế hả? Trần quả đập bàn, gió to quá, không nói to không nghe được, bánh bao vội vàng thanh minh. Diệp Tu không nói gì, nói to đâu phải vì chuyện này trời. Là vì trong game hai người không ở cùng một chỗ, cho nên mới phải nói chuyện bên ngoài, xong vì đều đeo tai nghe nên mới phải gào lên chứ, liên quan đách gì gió to gió nhỏ chứ. Diệp Tu phát hiện mình hơi khinh địch rồi, đáng ra nên phải ở cùng một chỗ với bánh bao thế mới tiện nghe ngóng và hiểu ý nhau được tên nhóc kia là áo choàng tàng hình phải không ông đây đã nhìn thấy mày rồi mau hiện hình bánh bao nói xong đã vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ đối thủ ai yo có mai phục quá mất nết xem ông dạy mày nè a à, còn một người a à, á à, lại thêm người nữa ông bắt được một đứa còn có bánh bao kêu lên không ngừng kêu đến mức khiến cho một kẻ theo chân như trần quả phải xoắn suýt lên sao lại thế sao lại thế này Trần Quả chúi đầu qua hồng phát hiện được tình hình từ màn hình của Diệp Tu. Quân mặc tiếu của Diệp Tu lúc này đang vội vàng chạy qua, vẫn chưa tới hiện trường thì nào thấy được bóng dáng của bánh bao. Ngừng đầu lên vỗ đầu Trần Quả một cái, chú tâm vào phần của chị kia. Tình hình thế nào, Diệp Tu hỏi bánh bao. Năm tên giặc nhép, bánh bao đáp, bên phía bánh bao, lúc đầu quả thật chỉ thấy được người chơi tên là hộp gỗ kia thôi, nhưng sau đó đồng bọn của hộp gỗ đã nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Bọn hắn là một đội năm người thân thiết, vốn là phân công nhau làm việc nhưng sau khi hộp gỗ nhặt được một đôi vớ thì bốn người còn lại vội vàng tới giúp. Kết quả vừa vặn gặp được bánh bao đang cướp vớ, không nói hai lời lập tức đánh nhau. Nên thực tế là mọi người chỉ là người trước người sau chạy tới, làm gì, có mai phục, giống lời bánh bao chớ. À, hảo hán giữa đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, bánh bao hét lên. Diệp Tu nghĩ nghĩ, hảo hán cái quần cũng chỉ muốn cướp vớ từ trong tay hộp gỗ thì có. Đại ca, người mình, tiếp đó, Diệp Tu liền nghe bánh bao nhiệt tình chào hỏi với hào hán. Diệp Tu tự thấy mất mặt thay bánh bao nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ câu này của bánh bao lại khiến đối phương ngơ CMN ngác. Bởi vì đội mới tới này là người do mưu đồ bá đạo phái ra, người chơi của các công hội lớn đa số đã xông lên cấp 75 hết rồi, nên khi tùy cơ phân phó xuống dễ có khả năng đụng phải đội nhà mình và công hội cũng đã sớm nói rõ nếu gặp nhau thì phải cùng hợp tác theo đuổi thành tích chung cho nên khi bánh bao quang ra một câu đại ca người mình đối phương rất xoắn suýt a à, một tiếng theo bản năng tiếp đó cũng coi như bánh bao thuộc mưu đồ bá đạo lập tức kéo quân sang che chở tới khi xông tới nơi rồi mới đột nhiên mới ngờ ngợ điều gì quay qua nhòm lại bánh bao xâm lấn đậu hóa chứ người mình đây là là sói nhà hưng hân mà Bánh bao xâm lấn là người lăn lộn từ khu 10 với quân mạc tiếu, đã bị các công hội lớn găm vào sổ đen lâu rồi. Hưng hơn, đánh, tiểu đội trưởng kia không nói hai lời, thậm chí còn không thèm giành vớ gì, trở tay chém bánh bao xâm lấn một dao. Người mình mà cũng đánh, hèn quá vậy. Bánh bao hú lên, giọng điệu chấn tĩnh như vậy khiến mấy kẻ thuộc mưu đồ bá đạo càng thêm hoang mang. Bởi vì nhân vật thuộc thần chi lĩnh vực có thể trùng tên, thế nên muốn xét hai nhân vật trùng tên mà nói, ngoài nghề trang bị v v thì cách nhanh nhất là xem số hiệu của nhân vật mỗi nhân vật một số giống như số chứng minh vậy tuyệt không trùng nhau nhưng cái tên kỳ quái như bánh bao xâm lấn trước giờ còn chưa từng nghe thấy chứ đừng nói trong công hội nhà mình nhưng giọng điệu đầy tự tin của bánh bao lại khiến người mưu đồ bá đạo phải đứng hình vài giây cuối cùng cũng tỉnh lại đừng điêu công hội bọn tao làm chó gì có bánh bao xâm lấn đánh bùm hô đánh là bọn hắn cuối cùng kẻ bị đánh cũng là bọn hắn ngay khi cả đám đánh tới bánh bao xâm lấn cũng là lúc rơi vào vùng rơi của đạn bánh bao xâm lấn không bị thương một cọng lông nhưng đám người của mưu đồ bá đạo đều bị nổ bay hết quân mạc tiếu của diệp tu rốt cuộc cũng đánh tới quân mạc tiếu đám mưu đồ bá đạo hét lên thảm thiết cái tên quân mạc tiếu không hiếm hoi gì nhưng quân mạc tiếu của diệp tu lại quá dễ nhận ra chưa kể tới nghề là tán nhân độc nhất vô nhị kia chỉ cần nhìn tạo hình của nhân vật đủ các loại màu sắc rực rỡ Thần chi lĩnh vực tuyệt không có kẻ thứ hai. Rút, tiền đội trường quyết đoán, vừa nhác thấy quân mạc tiếu hắn ta đã dẫn đầu bỏ chạy, bỏ luôn vớ của hộp gỗ bên cạnh. Thấy lao đại của tui vừa tới đã chạy hết, đúng là đồ tiểu nhân đê tiện. Bánh bao quang một cục gạch qua, tên tiểu đội trường né được nhưng nghĩ mãi vẫn éo hiểu câu này của bánh bao là sao. Tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, chửi bới thô tục là bình thường, nhưng tiểu nhân đê tiện là cách khỉ gì mà mình còn chưa kịp đê tiện nữa mà, bánh. Bao đừng đuổi theo, Diệp Tu quát bánh bao, sau đó chuyển góc nhìn, tiểu đội 5 người hộp tử vốn cũng không muốn chiến gì, đã sớm tranh thủ chạy gần hết rồi. Đuổi bên này nè, Diệp Tu gọi, nhanh nào, không biết bánh bao muốn kêu kẻ nào, có thấy bọn nó ra dịch không? Diệp Tu hỏi, hở, bánh bao hỏi lại một chữ duy nhất, Diệp Tu quyết định ngậm miệng, e là bánh bao không hề để ý tới mấy tình tiết nhỏ nhặt này bởi vì bọn họ đăng ký tham gia hình thức đội ngũ, cho nên thứ tự sắp xếp trên bảng cũng theo tổ đội. Trừ khi nhặt được vớ thì hệ thống mới thông báo chứ nếu giao dịch trong tổ đội với nhau thì hệ thống không hề thông báo. Mà trên bảng xếp hạng chỉ hiển thị là đội bọn hắn có được một đôi vớ thôi, cũng không biết có phải trên người của tên hộp gỗ nhặt được trước đó hay không, vì đội ngũ này chẳng chút tiếng tăm nhưng hẳn vẫn còn chút thông minh. Diệp Tu Liếc thấy đội đối phương tách ra chạy mấy hướng liền hiểu được vớ đá âm thầm bị di rời rồi, Hắn không còn trên người hộp gỗ nữa. Em chú ý hộp gỗ, anh đuổi theo mấy người kia. Diệp Tu nhanh chóng an bài, tính luôn cả phương án đối phương chơi trò nghi binh. Vớ vẫn nằm nguyên trên người hộp gỗ. Hộp gỗ đúng số hên luôn, ngay bản đồ đầu đã lụm được vớ rồi. Trước đó còn ăn may nhặt được áo choàng tàng hình nữa. Vì thế ngay khi tin hắn lụm được vớ lên thông báo, rồi tiếp đó đụng phải bánh bao, hắn đã quyết đoán dùng luôn áo choàng tàng hình. Sau đó đội của hắn cũng tới kịp nhưng bên kia đã không phải chỉ có mỗi bánh bao nữa người chơi thường làm gì có khí thế gặp thần giết thần gặp phật giết phật chớ lúc này chỉ cầu khấn làm sao để giữ được đôi vớ này thôi thế nên vừa thấy có cơ hội liền chuồn ngay tắp lự lại còn năm người rẽ năm hướng bảy bố ra mê hồn trận nữa dù sao chết cũng không mất kinh nghiệm không rớt trang bị nên mọi người tự nhiên sẽ quả cảm làm vật hy sinh thôi vớ trên người kẻ nào đây đây là một đề toán khó, dù là người kinh nghiệm đầy mình như Diệp Tu cũng chịu không thể đoán được. Nên sau khi kêu bánh bao tiếp tục chú ý hộp tử thì Diệp Tu chọn cách đơn giản nhất, đuổi theo kẻ gần nhất. Người chạy gần nhất là một cuồng kiếm sĩ, quân mạc tiếu của Diệp Tu vừa ná pháo vừa tiến lên mà thao tác vẫn vô cùng chuẩn xác. Người chơi cuồng kiếm sĩ kia kỹ thuật không ăn ai, nghe tiếng pháo nổ phía sau không thèm quay lại mà lập tức nhảy tránh. Đích thị là một người chơi thường không thèm nghĩ không hiểu biết chỉ cảm thấy lúc này cần phải thao tác gì đó. Thế nên khi vừa nhảy lên lại còn ăn luôn sóng khí từ đạn pháo, cuồng kiếm sĩ còn tự cảm thấy sợ, đệt, sao mình nhảy cao dữ vậy nè, kế đó. Lúc rơi xuống cũng biết thao tác chịu thân nhưng không hề thành công. Thế nhào lộn lên trước đá bày cả ra rồi, vì vậy đầu hắn lún vào tuyết, tướng rơi trông vặn vẹo hết sức. Quân mặc tiếu của Diệp Tu đã vọt tới trước mặt, đừng đuổi tui, vớ không ở chỗ tui. Người chơi này vừa thấy không thể nào dùng sức chống địch được bèn lập tức dùng kế. À, thế ở người nào? Diệp Tu hỏi, tôi không biết, dù sao cũng không phải giao dịch với tôi. Người này vừa nói xong đột nhiên một nhát đao từ dưới tuyết chém lên, cú đánh lén cũng coi như đột ngột đầy bất ngờ. Rốt cuộc, ô thiên cơ trong tay quân mạc tiếu nhanh hơn, vung một cái liền biến thành hình thái mâu, thi triển long nha đâm cho cuồng kiếm sĩ đơ người. Tên này tới giờ mới thấy rõ tên của đối thủ trước mắt, quân mạc tiếu là người đến sau cùng khi đó tiểu đội bọn họ đã xé nhau chạy rồi ai thèm quan tâm ai với ai chớ quân mạc tiếu tên này lập tức hét lên cái tên quân mạc tiếu nổi hơn bánh bao nhiều tôi đây diệp tu đáp liền cũng không hề ngừng tay tranh thủ thời gian xử luôn đối phương để kiểm tra xem có phải thằng này giữ vớ không tôi có xem trận đấu của mấy anh biểu hiện tốt ghê đối phương kêu lên vậy hả ông xem trận nào diệp tu thuận miệng hỏi trận đấu với vô cực ấy thiệt không đó sao tôi không thấy ông diệp tu hỏi à người này nghẹn họng bởi vì thi đấu khiêu chiến là vào phòng đấu trường để xem sẽ có danh sách khán giả muốn coi có ai tới thì dễ như không thằng này giờ còn đang câm nín hiển nhiên là vì không tới xem nên lo lắng không thôi diệp tu cười cười không thèm để ý tới xem hay không cũng thế cũng không thể ngăn hắn ra tay được vớ điều quan trọng trước mắt chỉ là vớ mà thôi cuồng kiếm sĩ kia đương nhiên không thể nào là đối thủ của diệp tu rồi chưa tới một phút đã bị xử nhanh gọn đẹp diệp tu giết xong mới thấy xui vãi tên này quả thật không có vớ chẳng trách lại nói nhiều như vậy xem ra là muốn dây dưa kéo dài thời gian đây diệp tu xoay góc nhìn của quân mạc tiếu một vòng không tìm được ai nữa cả bản đồ này đầy gió tuyết tầm nhìn không được tốt lắm bánh bao đuổi được chưa Diệp Tu đành phải tiếp tục phong cách, gió to quá nghe không rõ nên phải gào thôi. Được rồi, đang dậy dỗ nó. Bánh bao gào trả, tòa đậu, Diệp Tu không còn mục tiêu, bèn quyết định chạy sang giúp đỡ bánh bao. chương 898, cướp vớ edit, tiếu, beta, kha sức chiến đấu của bánh bao mạnh hơn người chơi thường nhiều. Nên khi quân mạc tiếu của Diệp Tu chạy tới, không còn thấy hộp gỗ đâu nữa. Tên kia đâu? Diệp Tu hỏi, em đập chết rồi, bánh bao thao tác bánh bao xâm lấn vung ra quả đấm vớ diệp tu vừa định hỏi tình hình vớ viết thì cũng tự hiểu ra là đách có nếu không khi bánh bao nhặt đã được hệ thống thông báo xem ra vớ ở chỗ ba tên kia rồi diệp tu vừa nói vừa mở bảng thống kê lên coi một đôi vớ nhặt được kia vẫn thuộc về đội ngũ của bọn hộp gỗ lúc em gặp đám đó đụng mai phục à lúc này diệp tu mới có cơ hội hỏi tới vấn đề này kết quả nghe bánh bao miêu tả lại hắn liền biết mai phục vừa nãy chỉ là bánh bao tự nghĩ tự sướng thôi bên này nè quân mạc tiếu của diệp tu lập tức dẫn đường tiếp tục chia nhau làm việc hả bánh bao xâm lấn của bánh bao lại nôn nóng đi về hướng ngược lại cứ đi với nhau đã diệp tu gọi hắn dựa theo phong cách làm việc của đám này thì bọn chúng khá là cẩn thận rất chú ý tới việc hỗ trợ lẫn nhau nên trước đó mặc dù chia ra nhưng khoảng cách lại không xa để hễ bất cứ ai có chuyện bốn người kia đều có thể nhanh chóng chạy tới vì vậy hiện giờ ngoại trừ hai đứa bị mình đánh chết sẽ ở điểm hồi sinh ra thì ba tên kia chắn chắn cũng sẽ đi về phía đó để tiếp ứng sau đó tiếp tục giữ vững khoảng cách để hỗ trợ lẫn nhau diệp tu không biết bánh bao có hiểu được không nhưng vẫn giải thích tường tận tất nhiên là có nguyên nhân cả hắn vẫn ôm hy vọng bánh bao sẽ hiểu biết hơn suy nghĩ logic hơn quá chi lý không hổ là lão đại mà chúng ta nhanh thôi bánh bao sau khi bày tỏ sự sùng bái với diệp tu xong thì lập tức đuổi theo quân mạc tiếu mỗi bản đồ chỉ có một điểm hồi sinh duy nhất hai người diệp tu và bánh bao đều có ký xảo và trang bị tốt hơn người chơi thường nhiều vì thế đuổi theo cũng nhanh hơn không ít chạy chưa bao lâu đã thấy được ba bóng người đang lặn lội trong gió tuyết đi về phía điểm hồi sinh hình như là tụi nó nhanh lên khoảng cách hơi xa nên diệp tu nhất thời không thấy rõ tên sau khi gọi bánh bao thì lập tức tiêu hao sức bền gia tăng tốc độ, khi rút ngắn được khoảng cách rốt cuộc Diệp Tu cũng xác định được tên ba đứa kia. Nhỏ tiếng thôi, Diệp Tu quá sợ bánh bao lại xông lên, chào hỏi, nên đành phải vội vàng, chào, cậu trước. Hả, không thể để cho bọn chúng chia nhau chạy nữa, Diệp Tu nói. Dạ, vì thế hai người nhanh chóng mà im lặng tiếp cận ba tên kia. Gió to thổi thốc cả tuyết tạo ra âm thanh che đi tiếng bước chân của hai nhân vật ba người nọ vẫn mờ mịt cắm đầu đi về phía trước em bên phải hai tên kia để anh thấy khoảng cách đã đủ gần diệp tu đột nhiên lên tiếng không chỉ bánh bao nghe thấy mà ba người phía trước cũng hút cmn hoảng vừa quay lại thì quân mạc tiếu và bánh bao xâm lấn đã xông lên ba tên này rõ ràng không hề ham chiến bèn xài ngay ngón cũ xé nhau chạy nhưng lần này được chính diệp tu để mắt cộng thêm đánh lén ở khoảng cách gần thế này biết chạy đâu cho thoát trốn không được thì chỉ còn cách xoay lại đánh có chết cũng không mất mát gì khiến người chơi bớt lo lắng nhưng chỉ một chút yên tâm ít ỏi này cũng chẳng thể làm người chơi bình thường lập tức đạt tới trình độ tuyển thủ chuyên nghiệp được ba người chỉ mới chuẩn bị tinh thần bất chấp đánh cho đã đá tay một lần nhưng lúc nghĩ xong cũng là lúc nằm thẳng cẳng ra đất sau đó không có sau đó mãi tới lúc chết cũng không còn cơ hội đứng dậy kết quả diệp tu còn chẳng thèm để ý xem vớ rơi ra từ kẻ nào nữa ngon vớ vào tay liền lên ngay thông báo nhưng sau đó diệp tu và bánh bao lại mất đi mục tiêu tiến độ của bản đồ họ đang ở thật sự quá chậm không biết có phải tại thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng làm mọi người tìm kiếm khó khăn không mấy người khác trong hưng hân bắt đầu cùng lúc với diệp tu và bánh bao mà giờ đều đang tranh giành sụp sôi bản đồ của những người kia trước mắt ít nhất cũng đã có năm đôi vớ được tìm thấy làm gì thê thảm giống bọn diệp tu chứ đang lúc trách móc cuộc đời thì đột nhiên trên kênh hiện lên thông báo người chơi thiên lý hương đã nhặt được vớ Noel. Thiên lý hương, nghe như người của Trung Thảo Đường vậy. Chỉ là thực tế không phải ai thuộc Trung Thảo Đường cũng đều có tên cây thuốc. Mà những kẻ có tên cây thuốc cũng không nhất định là người của Trung Thảo Đường, cũng không hẳn là fan vi thảo. Thiên lý hương này đúng là không phải thành viên của Trung Thảo Đường, mà là một đội người chơi thân thiết giống hộp gỗ kia. Thành ra khi nhặt được với nhất thời hơi kích động, bởi vì sau khi hệ thống thông báo lúc nãy, không ít người chơi trong bản đồ đã biết mình quân mạc tiếu ở cùng mép với mình lại còn vừa ra tay giết người cướp của ờ thiên lý hương đi tìm thôi vì thế diệp tu và bánh bao lại có việc để làm hai người chia nhau hành động lục khắp bản đồ lần này người tìm được thiên lý hương trước là diệp tu nhưng đội năm người này cùng đi với nhau cũng không biết đã chuyển vớ đi chưa vì thế diệp tu không manh động mà lặng lẽ núp một bên sau đó hú cho bánh bao ngay lúc này thì đôi vớ thứ ba và thứ tư cũng lần lượt được người khác nhặt, Diệp Tu chỉ đành nhớ kỹ tên đối phương. Bánh bao tới rất mau chỉ là đối thủ lần này có tới 5 người, không dễ khống chế. Như cũ, Diệp Tu phân hai mục tiêu cho bánh bao, tự mình ôm ba thằng. Sau đó chớp đúng thời cơ lập tức lao ra, 5 người của đối phương phản ứng cũng rất nhanh, thủ thế liền. Diệp Tu thấy đối thủ giàn trận, lập tức nhận ra vị trí của bọn chúng là muốn bảo vệ một người. Thiên Lý Hương, bọn hắn bảo vệ là kẻ đá nhặt được vớ vì thế quân mạc tiếu của diệp tu quyết đoán đánh tới thiên lý hương thiên lý hương là một thiện xạ lúc này một bên nhắm bắn một bên dùng phi súng lui về sau ba trong số bốn kẻ còn lại trong đội thuộc hệ chiến đấu vội vàng xông ra ngăn cản quân mạc tiếu nhưng chỉ bằng kỹ thuật của bọn chúng làm thế nào hạ được diệp tu huống hồ còn có thêm bánh bao yểm trợ thiên lý hương vừa thấy tình hình không ổn lập tức phi súng chuồn thẳng Quân mạc tiếu của Diệp Tu cũng không đuổi theo ngay mà sử dụng thuật phân thân, người thật đột nhiên xuất hiện trước người chơi sứ giả thủ hộ trong đội. Tay sứ giả thủ hộ kia hoàn toàn không kịp phòng bị, bị quân mạc tiếu đánh cho té SML. Ba kẻ còn lại nóng lòng nhào tới, còn nôn nóng hơn cả việc bảo vệ Thiên Lý Hương nữa. Ngay cả Thiên Lý Hương bên kia cũng bỗng dưng dừng lại, thấy tình cảnh có biến lập tức vội vàng chạy về. Rất hiển nhiên Vớ đã không còn trên người Thiên Lý Hương nữa mà đã chuyển tới túi của vị sứ giả thủ hộ này rồi. Diệp Tu là ai? Là đại thần đứng đầu vinh quang trên tất thảy lĩnh vực từ ý thức tới chiến thuật, kinh nghiệm. Chỉ cần một động tác thôi, hắn cũng có thể xuyên qua thao tác của đối phương để nhìn ra được thế trận đích thực. Thiên Lý Hương chỉ là mồi câu, đối tượng thật sự được bọn hắn bảo vệ chính là vị sứ giả thủ hộ này. Sự thật cũng đã chứng minh quyết định của Diệp Tu rất đúng đắn. Sau khi hắn kêu bánh bao không cần quan tâm tới bốn đứa kia, chỉ cần dốc toàn lực đập bẹp tên sứ giả thủ hộ, không bao lâu thì người chơi hệ trị liệu này đã ôm một bụng hoang mang mà nằm xuống. Vớ cũng rơi ra hệt như dự đoán của Diệp Tu, được hắn nhanh chóng nhặt lên. Quân Mạc Tiếu lại lần nữa lên thông báo của hệ thống. Thực lực của quân Mạc Tiếu đáng sợ nhưng ở trong một bản đồ chết chẳng cần trả giá này, bốn kẻ kia cũng không còn vớ để rớt hay bảo vệ gì nữa. Lở không sợ loét, nhất thời vây quanh chuẩn bị liều mạng với Diệp Tu. Tiếp nào, Diệp Tu sau khi lụm vớ xong không hề muốn dây dưa gì với bọn hắn, chuẩn bị bỏ đi. Quân Mạc Tiếu dùng phi súng bay ngược không ngừng, bánh bao sấm lấn đi theo bên cạnh. Hai nhân vật cứ thế nhanh chóng biến mất trong gió to tuyết lớn. Tiểu đội bốn người kia quả thật hữu tâm vô lực, đôi thứ ba, đôi thứ tư, đôi thứ năm, quân Mạc Tiếu lên TV liên tục. Sau mỗi lần hắn lên TV, số lượng vớ nhặt được không đổi, nhưng trên bảng thống kê, số đội có được vớ lại đổi. Hai người Diệp Tu và Bánh Bao không hiểu số má kiểu cờ hó gì. Trên bản đồ giờ đã xuất hiện 5 đôi vớ mà bọn hắn một đôi cũng không tìm thấy mà chỉ đụng phải 5 người chơi nhặt được vớ. Hiện tại cũng đã diệt gọn hết bọn họ. Khỏi cần nghi ngờ, lần này hai người đã đắc tội với 5 đội. Lẽ ra với thanh danh bên ngoài của quân Mạc Tiếu, những người chơi bình thường kia nào dám hô to gọi nhỏ. Nhưng hiện giờ cũng giống như bốn người đội Thiên Lý Hương kia, dù sao trong tay cũng không có vớ, chết lại chẳng mất mát thì sợ quái gì. Quản chi sống chết, cứ xông lên thử một phen, lỡ mà thành công nghĩa là lập tức có năm đôi vớ, vì thế nơi đây, trong mắt những người chơi không chút e sợ kia, quân mạc tiếu không phải cao thủ đại thần Diệp Thu hư hư thực thực, mà chỉ là một túi quà bự di động thôi. Người người đều bất chấp muốn tới thử nhận quà, Diệp Tu đương nhiên không sợ mấy người chơi bình thường rồi nhưng cũng không cần lấy cứng chọi cứng, chủ yếu vẫn là né tránh. Trong lúc này, có vớ mới xuất hiện, cũng liền có người nhặt được. Những người chơi mới nhặt vớ đó lòng đầy xoắn suýt, nào dám tới chọc vào đại cao thủ quân Mạc Tiếu, nhưng chỉ có bọn họ không muốn chọc, diệp tu nào bỏ qua dễ dàng như vậy. Đến khi bản đồ đã xuất hiện tổng cộng 15 đôi vớ, trong số 12 đôi đã được nhặt, diệp tu và bánh bao chiếm chín. Mà trong đó chỉ có một đôi là nhặt được, còn lại đều là cướp về ngay lúc này cả hai lại chặn được một đội nữa là đội ngũ của mưu đồ bá đạo mặc dù đội này thấy quân mạc tiếu đã lập tức đi đường vòng nhưng vẫn bị túm được hai sao tôi thấy dù là tìm người hay tìm đội thì đều dễ hơn tìm vớ diệp tu phát biểu cảm tưởng xong liền ra tay những thành viên của các công hội lớn dù có là cao thủ trong mắt đám người thường nhưng khi đứng trước mặt diệp tu và bánh bao cũng không chịu nổi một đấm y chang những đội người chơi khác năm kẻ này cuối cùng ba chết hai chạy mà trùng hợp làm sao, vớ lại nằm trong số ba kẻ đã thăng thiên kia. Phân đội hai người quân mạc tiếu và bánh bao sấm lấn đã lụm về tay trục đôi vớ, chiếm một phần hai trên tổng số vớ của bản đồ. Nhưng đem thành tích như vậy so sánh trong chiến đội hưng hân lại bị cười thối mũi. Ha ha, bọn mày vẫn chưa xong à, đội ngũ do ngụy sâm dẫn đầu đã kết thúc một lượt event, lụm về 18 đôi vớ, nổ banh nhà lầu, đang hả hê khinh bỉ diệp tu. chương 899 hầu phát chế như nedip tiếu beta kha ờ uh, diệp tu trả lời qua quýt hắn giờ làm gì có hơi sức mà để ý tới ngụy sâm mặc dù lúc này hắn chỉ phải đối phó với mấy người chơi thường nhưng diệp tu cũng phải rất cẩn thận bởi cái đám này hiện tại không có gì để sợ cộng thêm được bắp mạnh khi đối mặt với túi quả bự đầy vớ kia diệp tu cũng từng nghĩ tới việc chuyển vớ đi nhưng vừa thấy đồng đội của mình hiện giờ là bánh bao bèn lập tức xóa ngay ý nghĩ này vẫn nên tự mình giữ vớ là tốt nhất, diệp tu ở trong tình cảnh như vậy quả hơi chật vật, thế nên thành tích trên bảng xếp hạng cá nhân có kém một chút cũng không là. Tổng cộng chỉ có 20 đôi vớ, cho dù có chia đều theo đầu người đi nữa thì cũng còn đến 30 tên thuộc đảng đi giày không vớ, đách biết sợ là gì. Nếu là tổ đội thì được tính thành tích chung, có tới 5 người phối hợp để truyền vớ cho nhau nên còn dễ sống. Chứ bên bảng cá nhân, một mình phải tự ôm hết cả đống vớ một khi bị vây giết thì mọi cố gắng trước đó để đổ sống đổ biển. Từ đó có thể thấy, ba người đường nhu, ngũ thần, mà phàm đang một mình anh dũng chiến đấu bên bản đồ đơn cũng không dễ chịu gì. Bọn họ đều mạnh hơn người chơi thường nhiều, vì thế sau quáng tích lũy ban đầu cả đám đều trở thành một cái túi quà đựng vớ y trang diệp tu, đi tới đâu đều bị người người xuống vô, xin quà, tới đó. Ngụy Sâm sau khi nhòm ngó một lượt thấy cả đám đều chật vật khổ sở, cũng bơ luôn hoàn cảnh khách quan của đấu đơn mà cười đầy hả hê. Lo giữ cho ký ào, chứ để tới phút cuối cùng lại bị người ta đập cho SML lật truyền tình thế thì vui. Ngụy Sâm nói, đây là nhận xét dựa trên kinh nghiệm và trực giác của gã, lập tức đã túm được điểm then chốt của hoạt động lần này. Khi mà hệ thống luôn thông báo người nhặt được vớ, lại còn trong hoàn cảnh có hơn một nửa người chơi trong bản đồ chắc chắn không có gì trong tay mà nói, thì việc vừa bắt đầu event đá tung ra toàn lực chắc chắn không phải là một lựa chọn thông minh. Làm chim đầu đàn bay ngược gió, thì còn khuya mới có thể một bước lên trời nhé. Ngụy Sâm vừa dứt lời đã nghe đường nhu kêu, à à. Sao đấy, sao đấy? Ngụy Sâm vội vàng súng vô ngó, sau khi thấy rõ xong, vừa thông cảm vừa nói đầy tiếc rẻ, đấy em xem, không cẩn thận cái là đứt ngay. Khiêm tốn tí, Hàn Yên Nhu được sáu đôi vớ đã bị đánh chết. Điều này ít nhiều cũng có tí Lan Quyên tới tính tình của Đường Nhu. Cô nàng này không hề thích việc trốn chui trốn lủi thế nên khi bị mọi người tìm được, đều chọn cách chiến đấu. Chiến đấu luôn phiên như thế, Đường Nhu cũng không thể nào đảm bảo cho nhân vật của mình không xây xước. Kết quả vào lúc lại đập chết thêm mấy em, đang chờ hồi phục thì lọt vào phục kích. Trong khi bối rối cô ứng phó sai lầm, cuối cùng bị cả bầy hội đồng tới chết rốt cuộc cũng chỉ có thể dùng góc nhìn của linh hồn nhìn cả đám rảnh giật vỡ của mình rơi ra, đau khổ nhấn chọn hồi sinh. Tiếc vãi, Ngụy Sâm lắc đầu thở dài liên tục, lâu lâu lại ngó qua chỗ mạc phàm. Trước giờ gã không ưng cái thằng thích một mình một cõi này cho lắm, nên cũng không nhìn nhiều. Nhưng sau khi ngó mấy lần, lại thấy tên này có tới bảy đôi vớ nhưng vẫn ung dung tự tại, vẫn đi đi lại lại sục sạo khắp bản đồ để tìm đôi mới những khi gặp đối thủ đều có thể lần khỏi một cách nhanh chóng thằng này tài nhờ sau khi ngó ngó ngụy sâm nhịn không được phải cảm khái không hồ xuất thân từ nghề nhặt mót làm mấy nhiệm vụ kiểu này vô cùng chuyên nghiệp như đo ni đóng giày như cá gặp nước luôn xem xong mạc phàm ngụy sâm lại ngóc mỏ qua chỗ ngũ thần ngó qua ngó lại lập tức sửng sốt bật ngón tay cái về phía ngũ thần người anh em quá quyết đoán bản đồ của ngũ thần đã xuất hiện đủ 20 đôi vớ. Lúc nãy Ngụy Sâm nhìn qua thì thấy đã có 15 đôi được tìm thấy, trong đó riêng hiểu thương của ngũ thần một mình lụm 6 đôi, đang trở thành mục tiêu bị người người đuổi đánh. Nhưng sau khi Ngụy Sâm nhìn ngó một lượt, quay lại đã thấy trên thanh menu hiển thị tình hình của event, số vớ được tìm thấy ở mục thống kê số lượng không tăng mà còn giảm xuống, chỉ còn 11 đôi. Nhìn hiểu thương của ngũ thần cũng chỉ còn có hai đôi. Ngụy Sâm chỉ thoáng ngây người đã hiểu ra, có thể lời lúc nãy mình nói đã gợi ý cho tên này, nên hắn mới chủ động quăng đi bốn đôi. Thế nên giờ ở giữa một đống kẻ đang có vớ, hắn cũng không có gì nổi trội, lại có được thực lực mạnh mẽ, những người khác có điên đâu mà chọn hắn để ra tay. Biết lấy lui làm tiến, giỏi, ngụy sâm khen. Ngũ thần đương nhiên là không chỉ hài lòng với hai đôi rồi, hắn chỉ tạm thời không muốn làm một cái túi quả bự, sau đó mới phản công lại. Một kẻ có thể quăng đi vớ đã tới tay, khá là quyết đoán mày xem người ta mà học hỏi kìa ngụy sâm tán thưởng cách làm của ngũ thần xong cũng không bỏ qua cơ hội để móc xỉa diệp tu nhưng sau khi ngóc đầu qua bèn thốt lên ngạc nhiên ôi vãi mày cũng phản ứng nhanh nhờ cũng biết vứt đi cơ đấy trẻ nhỏ dễ dạy ha bên phía diệp tu còn quyết đoán hơn ném cả chục đôi luôn hiện giờ một đôi cũng không có tổng số vớ tìm được trên bản đồ giảm xuống chỉ còn hai đôi tiến độ chậm đến khiến ngụy sâm vãi lệ Ngụy Sâm cũng không vội vàng vào lượn event mới mà tiếp tục ngó quanh, sau khi liếc sang bên bánh bao liền chu chéo, má, đồ mất dại, bánh. Bao Sâm lấn đang núp sau đống tuyết, khóa chặt góc nhìn về một phía. Chỗ đấy không có ai, chỉ có 10 đôi vớ đang nằm trên đất. Diệp Tu quăng vớ là thật nhưng lại sai bánh bao rình bên một bên trông coi. Ngụy Sâm nói đồ mất dậy tất nhiên là không phải nói bánh bao mà đang chửi Diệp Tu rồi. Gã đoán mưu mô thế này chắc chắn là an bài của Diệp Tu. Bánh bao, không nên chỉ nhìn vớ chăm chăm như vậy, phải chú ý xung quanh nữa kìa, Ngụy Sâm nhắc. Lão đại bảo em phải nhìn chăm chăm, bánh bao không hề nhúc nhích. Diệp Tu lập tức lên tiếng, bánh bao làm tốt lắm. Đương nhiên rồi, bánh bao đắc ý, ngay lúc này có mấy bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của bánh bao, lặn lội trong gió tuyết, càng lúc càng gần, càng ngày càng gió. Có người tới kìa, né đi, Ngụy Sâm vội vàng nhắc nhở Bánh Bao, không lẽ thằng này đang ngồi ngủ hả mà góc nhìn không di chuyển chút nào vậy trời. Nhưng Bánh Bao vẫn ngồi sừng sững. "Này, Ngụy Sâm đẩy Bánh Bao, đừng làm phiền." Bánh Bao quay sang nghiêm túc phê bình Ngụy Sâm. "Mọi người mau tới coi, thằng này nổi điên cái gì nè." Ngụy Sâm kêu lên, "Ông nhiều chuyện quá, đi dẫn đội của ông đi." Diệp Tu lên tiếng. Chỉ nói mấy câu mà đội người kia đã tới gần khi đột nhiên phát hiện có một đống vớ phía trước cả đám đều mừng rỡ một nhân vật chạy như bay tới bánh bao vẫn ngồi lù lù bất động trơ mắt nhìn đám kia hốt hết cả chục đôi lại còn súng xíp bàn tán chuyện gì vậy nè bị chết chùm với nhau hả chắc vậy hô hô tụi mình vỡ bở rồi quá sướng lụm lấy lụm để hệ thống cũng thông báo liên tục cả đám sau khi nhặt xong thì lập tức bỏ đi rốt cuộc bánh bao cũng động đậy giữ khoảng cách chậm rãi bám theo Ngụy Sâm sau khi ngớ ra mới hiểu được ý đồ của Diệp Tu. Ngũ thần chỉ là quăng đi vớ trong tay, còn Diệp Tu, ngay từ đầu Ngụy Sâm chỉ cho rằng hắn ném vớ đi rồi ngồi canh một bên thôi. Ai dè giờ, giờ mới biết, không chỉ canh, thằng này còn có ý cho người khác tới hút rồi lại sai bánh bao bám theo canh chừng. Vào lúc cần thiết sẽ làm hoàng tước dình phía sau chim sẻ, chẳng phải sẽ một lưới hút đủ vốn lẫn lời hà. So sánh với của ngũ thần, cách làm của Diệp Tu càng thêm chủ động bị ổi, mất dậy, đê tiện hết chỗ nói. Ngụy Sâm xông tới giống với Diệp Tu. Ông im dùm đi, Diệp Tu coi như không. Tình hình sau đó đương nhiên như suy đoán của Diệp Tu. Tiểu đội lụm 10 đôi vớ kia trở thành mục tiêu của mọi người, bị đuổi giết khắp nơi. Vớ không biết đã đổi chủ mấy lần, nhưng dù là rơi vào tay ai, thì bánh bao núp ở gần đó cũng giống như âm hồn không tán mà bám theo. Còn Diệp Tu Á, đi cướp bóc khắp nơi, sau đó những đôi vớ này lại xuất hiện gần chỗ cái đội đang giữ vớ kia. Một cách thần kỳ, thế nên, vớ trong tay họ càng lúc càng nhiều. Bản đồ xuất hiện đủ 20 đôi, đã tìm được 19, mà trong đó có một đội giữ tới 16 đôi vớ. Khiến những tiểu đội khác đều chu chéo, điên cuồng truy sát đội này khắp nơi. Kỳ thực đội người chơi này cũng tự sợ luôn. Không ngờ đội mình lại lùm được tới 16 đôi, không phục không được mà. Chỉ cần đôi cuối cùng được tìm thấy là bắt đầu đếm ngược kết thúc lượt event rồi, mà trước bình minh luôn là bóng tối đầy gian nan thử thách. Đã khó khăn mà giữ được tới giờ không thể hóa công cốc vào lúc cuối cùng này được, đành phải liều cược một phen. Tiểu đội 5 người tụ lại sau khi nghiêm túc bàn bạc thì cùng thống nhất giao 16 đôi vớ cho một người, rồi tách nhau ra. Lúc tiến hành giao dịch nhân vật đều có động tác, Diệp Tu đã yêu cầu bánh bao lo mà nhìn cho gió. Bánh bao cũng không phụ lòng mong đợi của Diệp Tu, cậu ta núp ở gần đó thấy rất rõ. Sau khi năm người xé lẻ, bánh bao cũng không cần ai nhắc nhở phải làm thế nào, mà tự động báo cáo tình hình của cái tên ôm 16 đôi vớ kia cho Diệp Tu. Ai, bọn hắn làm vậy càng đỡ mất công, em ra tay đi. Diệp Tu nói, bánh bao phải, ngủ đông, nãy giờ lập tức bùng cháy, bật ra từ trong đống tuyết, dưới những bông tuyết bay đầy trời lao thẳng về túi quả bự chẳng kia, đầy quả quyết dứt khoát. Người chơi kia không ngờ bọn hắn vẫn luôn may mắn cuối cùng lại đạp chúng vận xui như thế, chỉ mới tách nhau ra đã bị người bắt được. Hắn có gửi tin cầu cứu không thì bánh bao không biết, bánh bao chỉ thấy thằng này dễ sơi vãi, nhẹ nhàng đập cho tới chết. Thông báo của hệ thống trào lên như thủy triều, cái tên bánh bao xâm lấn hiện ra hết lần này tới lần khác, đang dâng lên tới tấp. Cái đội vốn khiến người người oán hận kia không thấy đâu nữa, mà thế chỗ cho bọn hắn là một tiểu đội đang có 19 đôi vớ đây là đội có thành tích rất tốt lúc đầu nhưng sau khi thất thủ vẫn luôn xui xẻo chưa bao giờ tìm được túi quả bự kia nên tiểu đội quân mạc tiếu hiện giờ chỉ có ba đôi ai ngờ vào phút cuối lại hách lắc cướp được túi quả về tay đừng có nhặt nốt một đôi cuối cùng chứ có người hét lên trên kênh bản đồ chung người đầu tiên đáp lại hắn chính là tin của quân mạc tiếu ha ha tiếp đó diệp tu vừa châm thuốc vừa nhấp chuột nhặt lấy đôi vớ đang nằm bên cạnh trên mặt đất kia lên Hệ thống thông báo, người chơi quân mạc tiếu nhặt được đôi vớ thứ 20, trong vòng 120 giây nếu không có gì thay đổi, lượt event này sẽ kết thúc. chương 900, chọn điểm edit, kha, beta, tiếu, mọi người cướp được mấy đôi rồi. Diệp tu ngậm thuốc, quay lại hỏi thăm ngụy Sâm đầy, thân thiết. Ngụy Sâm cáo thôi rồi, thành tích của họ là 18 đôi, vừa rồi gá còn nhay đi nhay lại với Diệp Tu khi thấy cảnh túng thiếu của bên kia. Kỳ thực thành tích này rất đáng kinh ngạc rồi, Đội ngũ đứng đầu bảng xếp hạng cũng chỉ mới được 31 đôi sau ba lượt thôi kìa. Mà Phe Diệp Tu lại hốt cả 20 đôi, giờ còn nghe hắn hỏi thăm thân thiết, Ngụy Sâm tin nếu gá cũng có mặt ở bản đồ đó, nhất định sẽ bán đứng vị trí của Quân Mạc Tiếu ngay và luôn. Đừng mừng vội, chưa xong đâu, Ngụy Sâm nói, ông nghĩ tôi không chịu nổi 120 giây hả? Diệp Tu cười, Ngụy Sâm câm nín, trình của Diệp Tu vô tư chống qua 2 phút. Tuy mọi người đều đang truy sát quân mạc tiếu và bánh bao xâm lấn trên khắp bản đồ, nhưng đám đó lại tách nhau đi từng nhóm nhỏ, không phải trục thẳng cùng chiến hai người. Trong hoàn cảnh này, nếu gặp bánh bao xâm lấn hoặc quân mạc tiếu thì phải làm sao, bánh bao, vị trí, diệp tu lo cho bánh bao hơn. Nhiệm vụ trước đó bánh bao đã hoàn thành rất tốt, nhưng trong 120 giây cuối, bánh bao cũng phải an toàn thì mọi thứ mới hoàn mỹ được. Hỏi vị trí xong, xét khoảng cách giữa hai người diệp tu cần mất chút thời gian mới qua được vì vậy quân mạc tiếu rút ngay ô thiên cơ dùng kỹ năng súng nòng xoay bắn như điên trong tầm nhìn của quân mạc tiếu không có người chơi nào nhưng tiếng súng bắn liên thanh kia ngay cả bão tuyết cũng không thể giấu được giờ này rồi trừ việc lo tìm kiếm quân mạc tiếu và bánh bao xâm lấn ở đâu lại rảnh rỗi đi đánh nhau nữa thế nên tiếng động như vậy sẽ nhanh chóng thu hút rất nhiều người diệp tu còn sợ người chơi thường chưa đủ trình nghe tiếng đoán vị trí bèn đổi các kỹ năng ẩm ý khác để bùm sen. Cuối cùng, khi tầm nhìn vừa xuất hiện bóng người, quân mạc tiếu vội chủ động tiếp đón. Bên kia, người chơi phát hiện quân mạc tiếu vô cùng kích động, quắn quéo luồn tin cho đám anh em cùng đội. Luồn xong gá mới nhanh chóng nhận ra, quân mạc tiếu là đối thủ mà nhóm 5 người họ có thể đánh bại sao, thường thì, năm đánh một không trột cũng què. Nhưng đối thủ như quân Mạc Tiếu không hề thuộc trường hợp bình thường nữa. Nhóm 5 người bèn thương lượng nhau, cuối cùng không bị chuyện ăn mảnh làm mê muội đầu óc, cả bọn quyết định xì ra vị trí của quân Mạc Tiếu trên kênh bản đồ. Hệ thống đã bắt đầu đếm ngược 120 giây sau thông báo kia, ai cũng đang đỏ mắt vì không tìm thấy mục tiêu. Lúc này lại có người tiết lộ vị trí của quân Mạc Tiếu, ai thèm băn khoăn gì nữa chỉ lo tranh thủ chạy vội về hướng đó. Bánh bao nhớ núp cho kỹ nha, Diệp Tu hô to, tuy. Hắn thu hút mọi người qua đây nhưng cũng không dám chắc những kẻ đó sẽ không đụng bánh bao xâm lấn trên đường tới. Lúc này bánh bao không cần nhìn chằm chằm một chỗ nữa mà nhanh nhẹn xoay 360 độ, chú ý bốn phía xung quanh. Bánh bao luôn theo đuôi này đã quen với thời tiết trong bản đồ, lại còn biết lợi dụng nó. Cậu chàng biết ở khoảng cách nào thì mình có thể nhìn thấy nhân vật, cự ly sao thì đọc được tên. Hơn nữa trong hoàn cảnh ai ai cũng một lòng hướng về quân Mạc Tiếu, càng dễ ẩn núp thằng nào thằng nấy đang gấp gáp thấy bóng dáng bánh bao xâm lấn từ xa có khi còn chẳng buồn quan tâm đó là ai bánh bao cứ thế trải qua giai đoạn nguy hiểm một cách an toàn còn bên diệp tu người chơi từ bốn phương tám hướng chạy tới dập hội đồng nhưng không biết phối hợp cũng chẳng bày được kế vây bắt cao siêu gì bị diệp tu dễ dàng tìm ra sơ hở dắt đi xa khỏi vị trí của bánh bao số người theo đuôi quân mạc tiếu ngày càng nhiều số dây đếm ngược ngày càng ít cứ đuổi theo như vậy tất nhiên đách làm được gì, phải tìm cách chặn lại, ngăn cản hắn. Nhiều người bắt đầu dự đoán hướng đi của quân Mạc Tiếu, đâm xéo chặn đầu đủ cả. Nhưng dăm ba kẻ ngăn chặn thì làm gì được Diệp Tu? Đều bị Diệp Tu vừa đánh vừa chạy thoát, không ngay khi đếm ngược về số này, tất cả nhân vật liền đứng hình ở đủ mọi tư thế, không nghe lệnh người chơi nữa. Hệ thống nhanh chóng công bố thành tích cuối, đồng thời cũng đăng lên kênh Thế giới của Thần Chi Lĩnh Vực. Chúc mừng đội của quân Mạc Tiếu và bánh bao xâm lấn đạt chọn điểm trong hoạt động cổ động mùa Noel. Lên TV kìa, bánh bao kích động, Diệp Tu không ngờ còn có sự kiện ẩn này. Dù gì khi hoạt động diễn ra từ 0 giờ cho đến nay, chưa có cá nhân hay tổ đội nào hút đủ 20 đôi cả. Số điểm trọn vẹn không dễ lấy, hệ thống lại thông báo hoành tráng thế này, dám chắc còn có phần thường riêng. Diệp Tu nhấp đại vào NPC của Event Noel cạnh mình ngay lúc bị đá khỏi bản đồ quả nhiên dành chọn điểm sẽ có phần thưởng riêng. Lại có thể nhận ngay, không cần chờ đến cuối như vớ viết. Diệp Tu sẵn tay bấm nhận, tiếp đó hệ thống lại hiện ra thông báo. Người chơi quân mạc tiếu đạt chọn điểm trong hoạt động cổ động Noel, nhận được phần thưởng ngôi sao tận thế. Mọi người nôn nóng bấm vào phần thưởng nhìn thử, là một chiếc vòng cổ chữ cam. Ngoại trừ phòng thủ phép thuật cơ bản không đáng kể, và chẳng có bất kỳ dòng phụ tăng thuộc tính gì, thì nó lại sở hữu hai dòng tấn công phép thuật và tấn công vật lý cộng một không làm người ta gato bong cả mắt. Trong một trò chơi chú trọng chiến đấu, người chơi sẽ thiên vị yếu tố công kích hơn cả, thuộc tính bắp tấn công mạnh như vậy tất nhiên sẽ được yêu thích. Tăng những 10 điểm tấn công vật lý và phép thuật thật sự biến thái, nên nó thừa sức cân tất dù chỉ được vỏn vẹn hai dòng thuộc tính trên đi nữa. Khắp thế giới có biết bao người thèm muốn, ngay cả Diệp Tu cũng phải gật gù, ngon, đồ xịn đấy nói xong liền đeo lên luôn, điểm thuộc tính tăng thấy gió trên thanh trạng thái. Bánh bao nhận thường xích sao với Diệp Tu, quân mạc tiếu vừa mới lên TV, bánh bao xâm lấn liền nối gót theo đuôi. Trùng hợp làm sao, phần thưởng của cậu ta lại giống như đối nghịch lại quân mạc tiếu. Quân mạc tiếu nhận được ngôi sao tận thế thì bánh bao lại hút về, phá tan tận thế. Đám người chơi lại vội vàng bấm vào hóng, cơn gato hết bỏng con mắt bên phải giờ đỏ con mắt bên trái. Phá tan tận thế là một món vũ khí chuyên dụng của lưu manh, thuộc loại hổ móng được bao quanh cổ tay. Phá tan tận thế, hổ móng cấp 75, trọng lượng 2, 2 kg, độ bền 22, tốc độ tấn công 5, tấn công vật lý 771, tấn công phép thuật 767, sức lực cộng 40, trí lực cộng 31, tấn công tăng thêm 10, hiệu quả tấn công cộng 5, tốc độ tấn công cộng 3, kỹ năng gió báo trên phố cộng 2 khi đánh chúng có 5% xác suất khiến mục tiêu dỉ máu, kéo dài 10 giây. Thuộc tính của vũ khí này cũng rất mạnh, tấn công tăng thêm 10 không ghi rõ là vật lý hay phép thuật tức là tăng cả hai. Có điều dòng miêu tả, tấn công tăng thêm 10, này lại khác với tấn công vật lý cộng 10 của ngôi sao tận thế. Dòng, tấn công vật lý cộng 10 của ngôi sao tận thế tăng theo chỉ số của nhân vật trên bảng trạng thái. Chỉ số trên đấy là bao gồm thuộc tính cơ bản và tất cả thuộc tính từ trang bị. Do đó, tấn công vật lý và phép thuật cộng 10, tăng mạnh hơn hẳn, tấn công tăng thêm 10. Nhưng phá tan tận thế lại không chỉ có mỗi thuộc tính đấy. Dòng, hiệu quả tấn công cộng 5, được liệt kê bên dưới cũng là một thuộc tính cực mạnh. Nó cũng không nêu rõ hiệu quả tấn công nào, tức là bao tất. Nghề lưu manh lại có thể gây ra nhiều hiệu quả tấn công như choáng váng, dỉ máu, trúng độc vân vân. Chỉ cần như đấy là đủ biết dòng, hiệu quả tấn công cộng 5 này nâng toàn diện đến mức nào. Tiếp đấy, tốc độ tấn công cộng 3, ngoài các nghề đọc phép, thì đây cũng là một thuộc tính được nhiều người yêu thích. Gió báo trên phố còn là một đại chiêu cấp 75 mới cập nhật của Lưu Manh. Tuy mọi người còn đang nghi ngờ bên thiết kế game chơi lầy, tổng hợp và nâng vài chiêu tầm trung rồi cho ra lò kỹ năng mới này, nhưng uy lực thực chiến của nó vẫn xứng danh đại chiêu 75. Cuối cùng, 10 giây bị dì máu liên tục, một hiệu quả không mạnh không yếu, nhưng đã đủ khiến người ta trộn rộn trong lòng đồng thời góp phần tăng sức sát thương khá lớn hai trang bị vừa ra được nhiều người mê tít thậm chí có kẻ còn ngỏ lời mua lại trên kênh thế giới trong game không hề thiếu đại gia diệp tu và bánh bao tất nhiên đách thèm để ý sau khi cho quân mạc tiếu đeo ngôi sao tận thế diệp tu liền đứng lên đảo quanh một vòng hệt như hồi ngụy sâm vừa kết thúc lượt event đầu tiên đường nhu ngũ thần và mạc phàm cũng đã kết thúc lượt đầu Mạc Phàm là người có thành tích nổi trội nhất trong ba người, một mình chiếm 11 đôi, tiếp đó là Ngũ Thần với 9 đôi. Cũng bởi Ngũ Thần về sau mới sửa chiến thuật sang, hậu phát chế nhân, chứ nếu hắn làm vậy ngay từ đầu có khi đã hốt lớn. Còn đường nhu bị cướp sạch giữa chừng, ôm bàn tay trắng mà yêu lại từ đầu, cuối cùng chỉ mới cướp được 6 đôi thì bản đồ của cô đã nhặt đủ vớ. Lượt đầu của hoạt động kết thúc, Diệp Tu và bánh bao vớ bởi nhất hưng hân, nhóm của Ngụy Sâm cũng suýt được chọn điểm. Riêng ba người còn lại, xét theo thành tích cá nhân, Mạc Phàm và Ngũ Thần đã làm rất tốt rồi. Có điều sau hoạt động này, mọi người chỉ ít đã rút ra được bài học, chim đầu đàn không dễ làm. Chương 901, danh sách bình quân edit, dưa, beta, kha nếu xét riêng lượt này, thành tích của Hưng Hân vô cùng nổi bật. Nhưng vì bọn họ chỉ mới kết thúc một lượt, tổng số liệu trên bảng thành tích không rõ ràng, thành thử ra chưa được người chơi để ý, chỉ ngoại trừ quân mạc tiếu và bánh bao xâm lấn, Hai tên này không chỉ giành chọn số điểm, mà hai món vũ khí cam được thưởng khiến người ta thèm thuồng còn được công bố trên kênh thế giới, khó mà không gây sự chú ý, tất cả công hội đắng cả lòng mê, hiện tại 31 đôi vẫn là thành tích tốt nhất trong mục đội ngũ chưa bị ai phá. Để có được thành tích này, trung bình mỗi lượt họ phải cướp được nửa số vớ là 10 đôi. Ai rẻ quân Mạc Tiếu vừa ra tay liền một mẻ hốt gọn 20 đôi, gấp mấy lần thành tựu của họ, thật sự khiến người khác tức nghiến răng nhưng có thể làm gì được đây? Liên minh cũng hết cách rồi, mà cho dù có, lại vì nhiệm vụ ngẫu nhiên có thể sinh ra nhiều biến cố ngoài tầm kiểm soát, ngay từ đầu đã không thể tìm cách giải quyết chung được. Tất cả các công hội lớn đau lòng, còn bọn Diệp Tu lại cùng lúc bắt đầu lượt tiếp theo. Giờ ai cũng biết sẽ được thưởng quà ngon nếu giành được điểm tuyệt đối, thành tích liền trở nên đáng theo đuổi hơn. Tuy nhiên Hưng Hân cũng không vì thế mà điều chỉnh đội hình, năm vẫn là năm, hai vẫn là hai ba người còn lại vẫn đi một mình làm vậy sẽ bảo đảm giật được nhiều vớ hơn dù sao chuyện cướp được hết cũng không phải chuyện đơn giản ba cơ hội tham gia hoạt động của mỗi nhân vật nhanh chóng xài hết quả nhiên không dễ lấy trọn điểm đường nhu ngũ thần và mạc phàm dù cố gắng hết sức vẫn không thể giành được bên đấu đơn không có ai hỗ trợ tất cả đều phải dựa vào chính mình vì thế ngay khi nhặt đủ hai mươi đôi vớ nằm giải rác trong tay một đống người cũng là lúc hệ thống đếm ngược, quả thật quá khó sơi. Thủ đoạn hữu dụng duy nhất chính là tự mình vứt vớ, rồi thừa cơ vơ thêm nhiều vớ hơn. Nhưng nếu thực sự muốn dùng thủ đoạn này để giành điểm tuyệt đối, thì rất có thể sẽ lâm vào cảnh bế tắc. Xét cho cùng, một mình không thể nắm bắt tình hình của người khác dẫn đến thông tin ít ỏi, cũng không thể nâng cao hiệu suất cướp vớ. Kết quả cuối cùng chỉ được thưởng một món quà, còn chẳng thà chấm dứt trận này càng sớm càng tốt. Ngược lại, đội của Ngụy Sâm trong hai lượt hoạt động sau cũng giành được điểm tuyệt đối lần đầu. Ngụy Sâm bắt trước Y Trang Diệp Tu, không cảm thấy xấu hổ chút nào. Thêm một chút may mắn nữa, đội ngũ thuận lợi hút sạch hai mươi đôi trong lượt thứ hai. Phần thường quả nhiên không làm người ta thất vọng. Năm người, mỗi người một món đồ cam không thua kém hai món cực phẩm ngôi sao. Tận thế và phá vỡ tận thế. Tuy nhiên trong lượt thứ ba, bọn họ không may mắn thế nữa cuối cùng kết thúc với thành tích 17 đôi vớ, còn ít hơn một đôi so với lượt đầu. Diệp Tu và Bánh Bao lại không quá may mắn trong hai lượt sau, lần lượt cướp được 15 và 16 đôi. Họ giành được điểm chọn trong lượt đầu quả thực cũng nhờ chút may mắn. Ví dụ như đội mà Bánh Bao theo dõi lúc ấy, cả bọn đã chơi liều tập trung toàn bộ vớ vào tay một người, kết quả lại bị Bánh Bao hút gọn. Nếu bọn họ chia vớ cho từng người, Bánh Bao cũng không rảnh chú ý từng người một được. Chiến thuật Diệp Tu bày ra vốn cũng không cực đoan đến mức phải cướp được toàn bộ. Họ chỉ định thâu tóm cuộc diện trước, sau đó mới canh cơ hội ra tay, bùng nổ cướp đủ vớ vào phút chót, khi trở thành chim đầu đần thì lượt đấu cũng sắp kết thúc rồi. Đấy mới là ý định ban đầu của Diệp Tu. Còn chuyện có thể giành được chọn điểm vào phút chót chính là niềm vui bất ngờ của họ, không phải cứ muốn là được. Vì vậy, sau ba lượt hoạt động, Hưng Hân không muốn bị chú ý cũng khó. Dù là đội ngũ hay cá nhân, thành tích của họ đều vượt xa người khác. Trong phần đội ngũ, suốt quá trình hoạt động diễn ra, đội ngũ có thành tích 31 đôi dẫn đầu đã biến thành 33 đôi. Nhưng vớ thì tăng còn hạng thì tụt, đội dẫn đầu hiện tại là Ngụy Sâm với 55 đôi sau 3 lượt, khiến thành tích 33 đôi vốn được người ta hâm mộ bỗng trở nên nhỏ bé. Chưa nói đến nối gót theo sau chính là nhóm quân mạc tiếu và bánh bao xâm lấn với 51 đôi. Xét tổng số, đội ngụy Sâm đứng đầu, có điều đội của họ và những đội dẫn đầu khác đều là 5 người. Cả bọn đạt được nhiều với nhất, nhưng xét bình quân đầu người thì lại bị quân mạc tiếu và bánh bao xâm lấn bỏ xa. Bởi vì một tổ hai người xông vào danh sách đầu bảng, khiến người chơi chú ý bảng xếp hạng còn được xếp theo bình quân đầu người. Thế là sau đó, họ liền lập tức phát hiện, nếu xếp thế này, vẫn còn một đội nằm trên cả đội ngũ nghênh phong bố trận của Hưng Hân. Trong bảng xếp hạng theo bình quân đầu người, Quân Mạc Tiếu và bao tử xâm lấn đều được 25, năm đôi, làm nhiều người ăn bánh gà tô ngập họng. Còn đội Ninh Phong bố trận thì được 11 đôi mỗi người, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Mọi người chợt phát hiện vị trí thứ hai cũng là một đội ngũ hai người, mỗi người 15 đôi, nghĩa là hiện bọn họ cướp được 30 đôi. Thành tích này trong phần đội ngũ cũng thuộc hàng top, tiếc rằng không nổi bật lắm, khó trách không ai để ý tới. Hai nhân vật của đội ngũ này, một là há dám phản kháng, một người là ai không cúi đầu. Xem hiển thị nghề nghiệp, hai nhân vật đều cùng là thiện xạ. Bởi vì Chu Trạch Khải nổi như cồn trong. Những năm gần đây, mùa giải trước lại vừa ôm cúp, khiến thiện xạ cũng trở thành nghề nghiệp đứng đầu trong vinh quang. Theo số liệu chính thức công bố, sau một tuần luân hồi giành được quán quân, 10 khu thường của Vinh Quang có tới hơn 50.000 nhân vật mới chuyển nghề thành thiện xạ. Dù không rõ 50.000 nhân vật này có phải clone nhất thời xúc động lập nên hay không, đây cũng là một trường hợp chưa từng có buộc nhà phát hành game phải khoe số liệu ra game online chịu ảnh hưởng nặng nề từ giới chuyên nghiệp nhưng ảnh hưởng của tình trạng này tới giới chuyên nghiệp lại không hiện rõ trong thời gian ngắn lâu dần người chơi thiện xạ tăng cao tất nhiên sẽ khiến số lượng cao thủ chơi thiện xạ nhiều hơn có điều một chiến đội chuyên nghiệp cũng phải coi trọng sự phù hợp và hợp lý trong đội không thể thấy cao thủ thiện xạ nhiều liền nhét lấy nhét để vào đội vậy nên cuối cùng cao thủ đông nhưng vị trí thì có hạn, cạnh tranh sẽ trở nên càng gay gắt hơn, dẫn đến trường hợp đáng tiếc là nhiều cao thủ xuất sắc không giành được chỗ đứng cho riêng mình. Nhưng mặt khác, những người ở lại hiển nhiên sẽ xuất sắc hơn hẳn. Hai người há dám phản kháng và ai không cúi đầu này không biết từ đâu xuất hiện, cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng từ Chu Trạch Khải không. Chỉ là đội hai người mà có thể giành được 30 đôi thì cũng đã vượt trội so với người chơi thường lắm rồi, dù họ có thua xa Diệp Tu và Bánh Bao đi nữa nên biết rằng đa số đội ngũ đều có 5 người, hai người quần nhau với cả đội chỉ sợ là chuyện khó nhất. Bảng đấu đơn thân ai nấy lo, còn đội ngũ thì năm đối năm, cả hai bảng tương đương về mặt nhân số. Còn hai trọi năm, đây chắc chắn là tranh lệch nhân số lớn nhất trong hoạt động lần này. Ai ngờ sử dụng phương thức khó nhàn như vậy mà hai người họ lại giành được những 30 đôi tất, chẳng cần so với bảng xếp hạng đội ngũ, thậm chí có thể so với thi đấu cá nhân. Bên bảng cá nhân, Đường Nhu 27 đôi, Mạc Phàm và Ngũ Thần 32 đôi, cách xa thứ hạng bên dưới. Người chơi xếp sau thì sao? Thành tích cao nhất trước mắt vẫn là 16 đôi, mà thành tích này chỉ nhiều hơn há dám phản kháng và ai không cúi đầu một đôi. Hai người này dưới tình huống khó khăn nhất lấy được 15 đôi mỗi người, nếu để bọn họ tham gia đấu đơn, sợ rằng cũng sẽ vượt lên trên những người khác. Hai người này là ai? Sau khi xem danh sách bình quân, Ngụy Sâm liền thấy tò mò với hai đứa đang cưới trên đầu họ. Hai thiên xạ à, Diệp Tu nhìn nghề của hai người mà suy ngẫm. Mày cảm thấy có phải tuyển thủ chuyên nghiệp không? Ngụy Sâm hỏi, nếu là tuyển thủ chuyên nghiệp, chiến đội nào có hai thiện xạ chứ? Diệp Tu nói, luân hồi. Ngụy Sâm thốt ra, thật không uổng công gá nằm vùng luân hồi, nắm tình huống chiến đội luân hồi trong lòng bàn tay, không thì làm sao đóng giả làm fan luân hồi được ý của ông là trong này có một người là Chu Trạch Khải Hà. Diệp Tu nói, ờ, Ngụy Sâm im bặt, nếu như là Chu Trạch Khải, cầm có 30 đôi mà không thấy xấu hổ à. Sau khi giành được quán quân, tên này còn được phong là cao thủ số một vinh quang hiện tại nữa kìa. Vi Thảo cũng có hai thiện xạ, Kiều nhất phàm tuồn ra chút thông tin cho bọn Diệp Tu bình loạn. À, anh cảm thấy không phải tuyển thủ chuyên nghiệp đâu. Diệp Tu đoán, bảo Chu Trạch Khải là đại thần đứng đầu, cầm 30 đôi không đủ. Nhưng không phải như đấy là có thể bỏ xa những tuyển thủ chuyên nghiệp khác, 30 đôi cũng chưa chắc là đủ với họ. Không thấy đội Diệp Tu với bánh bao đá hút hết 51 đôi sao. Tuy trong đó cũng nhờ chút may mắn, nhưng Diệp Tu đã hiểu rõ nhiệm vụ này, hắn nhắm tuyển thủ chuyên nghiệp phải giật được 40 đôi khi đấu với người chơi thường thì mới hợp lý. May thì nhìn hơn, xui thì ít hơn. Luận thực lực, tuyển thủ chuyên nghiệp nào mà chả áp đảo người chơi bình thường? Chả liên quan tới việc vì Chu Trạch Khải là tuyển thủ số 1 nên mới lợi hại cả. Nguyên nhân ở đây phải là đối thủ quá yếu nên ai cũng trâu bỏ hết. Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp thì sẽ là ai? Ngụy Sâm nói, coi có thể kết bạn bắt chuyện không? Diệp Tu nói, mày đang tính, Ngụy Sâm cũng đã nghĩ tới. Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy thì hẳn là cao thủ trong dân gian. Tìm hiểu kỹ một chút, không chừng là một mầm tốt có thể trở thành tuyển thủ trong tương lai hơn nữa lại còn một lần vớt được những hai em. Chương 902, còn một lượt thứ ba edit cộng beta, Tiếu và Kha Phạm là nhân tài kiệt xuất làm gì có ai chê nhiều chứ, cho dù vì vậy mà xuất hiện cạnh tranh, thì đó cũng là một loại cạnh tranh vui vẻ. Không phải chiến đội nào cũng có nghề thiện xạ, bởi khi chọn nhân tài thì nghề nghiệp chỉ là một yếu tố tham khảo, không mang tính quyết định. Quan trọng vẫn phải là trình độ thao tác của người chơi. Huống hồ hệ thống chiến thuật của Vinh Quang cũng không hề dập khuôn cứng nhắc. Thường thì mọi người càng am hiểu và thành thạo hệ nghề vốn có, nhưng nếu đổi nghề mới mà nói thì sẽ phải luyện tập thích ứng thôi. Tuyệt đối không có chuyện kiêm luôn hai nghề, tình huống này cực hiếm thấy. Cho nên khi trên, bảng bình quân, xuất hiện hai người chơi sáng chói như vậy, lúc Diệp tu dục dịch thì đồng thời ở các câu lạc bộ của công hội cũng không ai chịu kém miếng. Tin nhắn xin kết bạn như tuyết bay đầy trời bắn tới tấp về phía hai người chơi kia. Tên tuổi của Diệp Tu vang dội hơn bất cứ vị hội trường công hội nào, nhưng giá trị câu mời của mỗi người thì của hắn lại chìm xuống nhất. Dù thế nào đi nữa hưng hân cũng chỉ mới vừa thành lập, vẫn là một chiến đội đang chảy chật thi đấu ở vòng khiêu chiến. Nhất là mùa giải này lại có ông trùm ra thế nên tiền đồ của hưng hân trôi về đâu còn chưa biết kìa. Còn những công hội khác thì đều có chỗ dựa là các chiến đội đang vững chân trong liên minh chuyên nghiệp. Họ có thể cho hai người kia nhiều đãi ngộ, hưng hân có cửa đâu mà so thậm chí ngay cả ra thế lúc này cũng còn có tiếng nói hơn hưng hơn, sự tự tin của bọn họ càng dễ khiến người ta tin tưởng hơn. Nhưng cuối cùng Diệp Tu cũng thành công kết bạn, chỉ là sau khi nhắn qua cả buổi mới được đáp lại, đang trong event, Diệp Tu sửng sốt. Event Noel à, Diệp Tu lại hỏi, ừ, đối phương nhanh chóng trả lời, bọn nó vẫn chưa hết ba lượt à, đang trâu đầu qua hóng, Ngụy Sâm hú lên kinh ngạc. Thành tích 30 đôi vớ hóa ra chưa phải là kết quả cuối cùng, chỉ mới của hai lượt mà thôi. Vậy nếu tính bình quân theo hai lần trước thì sau khi xong vòng 3, bọn họ có thể hốt được tầm 45 đôi lần. Trên 40 đôi cũng chính là tiêu chuẩn mà Diệp tu đoán trình độ chuyên nghiệp sẽ đạt được. Hắn vốn nghĩ hai người chơi này chưa đủ trình nhưng ai rè lại vượt chuẩn, chẳng lẽ là tuyển thủ nhà ai thật hả? Diệp Tu cũng không nôn nóng chạy đi hỏi, dù sao đối phương hiện giờ cũng đang mải event. Hắn chỉ kiên nhẫn ngồi chờ, còn chuyện khi nào thì kết thúc quá đơn giản, vì xong lượt này dù thế nào đi nữa thì hai người cũng không thể không hút được đôi nào. Thế nên chỉ cần chờ số liệu của tiểu đội này cập nhật chính là lúc họ xong event rồi. Diệp Tu cũng không phải. Đợi lâu, thứ hạng trên bảng bình quân của tiểu đội hai người quả nhiên tăng vù vù. 46 đôi, thành tích cuối cùng của tổ đội hai người há dám phản kháng và ai không cúi đầu quả thật biến thái. Diệp Tu và bánh bao vớ bấm 51 đôi đó là vì vòng đầu hách lắc hút luôn chọn combo. Chứ mà án theo biểu hiện ở vòng 2 và vòng 3 của họ, sau 3 lượt cũng chỉ tầm 45 đôi mà thôi. Nên há dám phản kháng và ai không cúi đầu tuy nhìn thì thấy thua Diệp Tu và bánh bao một bậc, nhưng sức cạnh tranh lại không hề kém cạnh hai người chút nào. Chuyên nghiệp à, sau khi thấy hai người kết thúc event, Diệp Tu lập tức gửi tin qua. Nếu là tuyển thủ thật thì khỏi lãng phí thời gian. No, tin đáp trả của đối phương trở lại một tia hy vọng cho Diệp Tu chỉ là hắn cũng biết rõ quất được một thành tích như vậy hiện giờ chắc chắn đã được rất nhiều công hội câu lạc bộ chú ý săn nhân tài trong game vốn là một trong các nhiệm vụ chính của các công hội câu lạc bộ nên nếu giờ mà không biết đường mò đi hỏi thì rõ là thất trách rồi còn gì diệp tu đoán lúc này hai người đang chìm lỉm trong biển tin nhắn rồi tin đáp không thể không lời ít ý nhiều chắc đang nhiều việc nhỉ diệp tu hỏi đầy thấu hiểu ừ đối phương vẫn đáp lại nhạt như nước ốc diệp tu không muốn mất thời gian bèn đi thẳng vô chuyện chính luôn trình mấy người cao thế chắc giờ đều được các chiến đội lớn nhòm ngó rồi nhỉ thế nào hai người có ý gì không đang suy nghĩ câu trả lời vẫn đơn giản như cũ ha ha thế có nghĩ tới những chuyện mang tính khiêu chiến một chút không diệp tu hỏi là thi đấu vòng khiêu chiến ấy hả đối phương hỏi ngược qua đây có thể thấy hai người này cũng không phải tự kỳ làm thế ngoại cao nhân như mạc phàm mà khá am hiểu về vinh quang Đối phương biết rõ chiến đội hưng hân của quân Mạc Tiếu đang đấu vòng khiêu chiến, cũng hiểu được ám chỉ trong lời nói của Diệp Tu. "Thế nào, có hứng thú không?" Diệp Tu hỏi tiếp, "Ha ha, không có." Đối phương quang về nguyên cây đinh. Thật ra tham gia thi đấu khiêu chiến coi như khởi động làm nóng người, rồi mới tiến vào liên minh đánh chuyên nghiệp là một bước đi quá đúng đắn luôn. Diệp Tu không hề giận dỗi gì khi đạp trúng đinh, mà chỉ tiếp tục giảng giải, nói lên sự thật. "Cần thiết ư?" Đối phương đáp lại, hai người tự tin thật đấy. Diệp Tu nói, tất nhiên, đối phương trả lời. Diệp Tu ngó qua Ngụy Sâm và Trần Quả đang châu đầu hai bên trái phái, bày ra dáng vẻ tiếc nuối. Tuy rằng không trao đổi nhiều lắm, nội dung cũng đơn giản nhưng Diệp Tu đã nắm được tình hình. Đối phương rất am hiểu vinh quang, tuy chẳng tỏ rõ mục đích nhưng Diệp Tu cũng đã biết được thái độ của đối phương. Bọn họ vừa ôm mộng vào giới chuyên nghiệp vừa tràn đầy tự tin trước năng lực của mình. Hưng Hân chẳng mấy hấp dẫn đối với những người như vậy. Hiện giờ Hưng Hân không có địa vị gì, lương lậu thì bèo bọt, ngoại trừ câu được ngụy Sâm và Ngũ Thần, còn lại đều là những thành viên lăn lộn từ đầu với Hưng Hân, mọi người cùng luyện tập và chuẩn bị để trở thành tuyển thủ và chiến đổi chuyên nghiệp. Mà hai người kia, bất kể là tự tin hay tự phụ thì đều đã ôm tâm tình không khác gì những tuyển thủ chuyên nghiệp. Có lẽ hai người họ vẫn còn có thể tiến bộ và trưởng thành hơn, nhưng giờ khác này, họ đã cảm thấy mình đủ lông đủ cánh lắm rồi mà tuyển thủ đủ lông đủ cánh tất nhiên sẽ lựa chọn những chiến đội hoàn thiện một chiến đội còn đang trong giai đoạn khởi động như hưng hân không nằm trong phạm vi suy tính của họ đó là nguyên nhân nhiều tuyển thủ không chọn gia nhập hưng hân ngoại trừ vài lý do đặc biệt nhưng diệp tu lại không tìm được điểm đặc biệt nào để mời mọc hai người trước mặt này bảo tham gia thi đấu khiêu chiến để làm nóng và thích ứng quá gượng gạo bị người ta cho ao ngay trong một nốt nhạc hai đứa này chảnh chó quá bây. Ngụy Sâm cảm thán, không chỉ mình Ngụy Sâm nghĩ vậy, các công hội câu lạc bộ bắt chuyện với hai người này đều cảm thấy cả hai quá tự tin và kiêu ngạo. Nhưng thân mang nhiệm vụ, mọi người cũng không thể vì tư thủ cá nhân mà tự tiện quyết định. Một mặt bàn bạc tra xét tình huống đối phương, mặt khác lại báo tin về câu lạc bộ. Tuy công hội có nhiệm vụ tìm kiếm tài năng, nhưng nhận người hay không thì đách thuộc quyền hạn của họ. Chuyện này chẳng hề đơn giản như thêm người vào công hội. Mỗi câu lạc bộ vừa nhận được tin đều lập tức vời chuyên gia đến họp hành. Tất nhiên không thể chỉ dựa vào một event mà kết luận thực lực cả hai rồi bung lụa luôn được. Khi cuộc họp chính thức diễn ra, câu lạc bộ sẽ hỏi những thông tin cơ bản như tên họ, tuổi tác vân vân. Tiếp đó sẽ yêu cầu vài video thực chiến, không có thì thẳng tiến đấu trường đánh đấm vài ván là xong. Tóm lại giờ cứ thăm dò tiêu chuẩn của đối phương trước, rồi mới lên kế hoạch sau đừng tưởng Diệp Tu vừa mở miệng lại hỏi thẳng người ta có hứng thú với khiêu chiên không mà bờ, lỡ người ta đáp có thật, Diệp Tu cũng sẽ hỏi thăm những thông tin mình cần. Đáng là hưng hân không thể đi đến bước này, Diệp Tu không làm tiếp được, vậy mà lại có người quốc cung dâng lên tận miệng. Lâu Quan Ninh, xếp lớn kiêm đội trưởng của chiến đội Nghĩa Trảm mang theo video thực chiến của hai người kia, mời Diệp Tu coi và bình luận chung. Được chứ, Diệp Tu không từ chối, tuy bọn họ đã bị loại từ vòng gửi. Xe, nhưng diệp tu vẫn tò mò về hai người này muốn xem thử trình độ ra sao video là dạng tập tin được mở bằng hệ thống ghi hình của vinh quang bỏ vào kết nối tập tin hình ảnh xuất hiện cuộc chiến một trọi một hai nhân vật trên sân chính là há dám phản kháng và ai không cúi đầu hai nhân vật đều mặc bộ áo khoác và mũ phớt khá phổ biến đây chắc chắn là chịu ảnh hưởng từ chu trạch khải bộ áo khoác dài màu xám cùng chiếc mũ phớt màu đen của nhất súng xuyên mây đã trở thành trang bị đặc trưng của thiện xạ dường như mọi người cảm thấy nếu mặc trang bị giống thế mình cũng có thể ung dung lãng tử như nhất súng xuyên mây của chu trạch khải vậy về sau người cosplay theo quá nhiều mọi người mới thay đổi chút màu sắc trang phục trận chiến nhanh chóng bắt đầu hai người đánh đấm căng thẳng đến hoa cả mắt trần quả ngồi cạnh nhìn ngu cả người nhưng diệp tu chỉ xem một chút đá quay đầu liếc ngụy sâm ngụy sâm lập tức biếu môi mắng điêu vãi ừ diệp tu gật đầu hai người họ phối hợp với nhau Hả? Trần quả tỉnh táo lại. Không phải đấu thật, Diệp Tu vừa nói vừa nhìn kỹ lại, có điều không phải lừa gạt gì đâu, cả hai chỉ muốn thể hiện các thao tác và kỹ thuật của mình thôi. Trình độ cũng được đấy, Ngụy Sâm nói. Kỹ thuật và thao tác trong video có trình độ rất cao, nhưng nếu đã cố ý muốn phô diễn thì trước đó, cả hai chắc chắn phải luyện tập đầy đủ, bằng không sao có thể trùng hợp mà sâu hàng hoàn mỹ như vậy. Ngụy Sâm đánh giá tém tém lại cũng vì suy xét điều này ừ diệp tu gật gù đồng ý lâu quan ninh cũng gửi tin sang có tập luyện trước đúng không đúng rồi diệp tu đáp tôi nói mà lúc đầu lâu quan ninh cũng bị choáng ngợp như trần quả nhưng với trình độ cao gã nhanh chóng nhìn ra đây là diễn còn nữa này lâu quan ninh lập tức gửi thứ khác sang không phải video của hệ thống thu hình trong game nữa mà là video bên ngoài loại này hơn phân nửa có chỉnh sửa lại rồi quả nhiên trận thực chiến trong video này được chỉnh sửa cắt ghép cả hai không còn biểu diễn, không phải đối thủ nữa. Mà là những cảnh chiến đấu kề vai sát cánh của hai người được cắt ghép từ nhiều trận đấu. Có 2 vs 2, 2 vs 3, 2 vs 4, cả hai vs 5. Trình độ của người chơi thường thật sự không thể làm khó nổi hai người, cho nên những pha ghi hình lại này không nhắc đến thắng thua, chỉ là những màn biểu diễn hăng say của cả hai. Hai người này phối hợp tốt quá, Trần Quả vừa xem xong đã lập tức thốt ra. Chúc mừng 99E thi xong, Huyền. Chương 903, ông anh hết thời lâu rồi ghé đíp, kha, bê ta. Tiếu vừa dứt lời, Trần Quả lập tức hối hận. Theo kinh nghiệm xương máu đầy đau thương, cứ hế cô khen cái gì có liên quan đến vinh quang là y như rằng Diệp Tu cũng sẽ chơi phũ, giúp cô nhận ra mình thiếu hiểu biết tới nhường nào. Lần này cô vừa buột miệng khen không suy nghĩ xong liền ngộ ra bèn rè dặt nhìn sang Diệp Tu. Thế nhưng lần này Diệp Tu không, giúp cô ngay, hắn chỉ gật đầu bảo, đúng là rất xuất sắc. Ừ, Ngụy Sâm cũng khen ngợi, có tài đấy. Mầm ngon thế này, không muốn bỏ qua tí nào. Diệp Tu vừa cảm thán vừa nhanh tay tìm kiếm hai người trong danh sách bạn tốt. Sau khi suy nghĩ và lựa chọn cẩn thận rồi, có hứng thú với hưng hân tụi tôi chưa? Diệp Tu gửi tin sang, video đã chứng thực trình độ của cả hai. Tuyển thủ có thực lực như vậy sẽ càng có lý do tránh xa hưng hân, nhưng cũng chính thực lực này khiến diệp tu ôm ý định thử thêm lần nữa vẫn không có hai người này rõ ràng đang ở cạnh nhau gửi cho một cũng giống như gửi cho cả hai nhìn tin nhắn của diệp tu mà đều thấy cạn lời cứ tưởng câu có gì cần thì liên hệ sau trước đó chỉ là mấy lời xã giao thôi chứ bây giờ diệp tu hỏi thế lại thấy như đó chính là lời nhắc nhở thật sự vậy trái ngược với thái độ bất chấp của diệp tu các câu lạc bộ xem video trách trình độ xong lập tức coi trọng nhưng cũng rẻ rặt hơn. Coi trọng vì cả hai là những tuyển thủ đáng để lôi kéo, còn rẻ rặt, tất nhiên là vì biết ưu điểm của cả hai sẽ thu hút nhiều đối thủ cạnh tranh. Thế phải làm gì để nhấn mạnh ưu thế nhà mình để dụ dỗ người ta đây? Các bí kíp ém hòm lập tức được bung ra. Đến cả chiến đội luân hồi còn lấy tuyển thủ và nhân vật thiện xạ tốt nhất ra chào hàng cơ mà, mau đến chiến đội bọn này, bảo đảm thực lực của cả hai sẽ lên như diều gặp gió luôn đồng thời chắp tay khấn đừng có ai để ý tới chuyện bọn họ đã có thiền xà xuất sắc nhất rồi, hai thiền xạ này vào đội chỉ để làm nền. Hứa hẹn tương lai, hứa hẹn địa vị, tất nhiên cũng không thiếu tiền tài. Tất cả câu lạc bộ đều tốt khoe xấu che, nhưng thật ra những khuyết điểm cần giấu giếm đã bị các câu lạc bộ khác lấy làm đá kê chân cho người ta rồi. Đội mạnh thì bảo đến đội yếu là không có đất dụng võ, lãng phí tài năng, đội yếu lại khuyên đừng sang đội mạnh mà cạnh tranh khốc liệt lại chưa biết kết quả thế nào, chi bằng đến thẳng đội tụi tôi làm chủ lực luôn đi. Tóm lại giữa những lời mời mọc, ưu thế khi tham gia vòng khiêu chiến và lăn lộn cùng chiến đội mà Diệp Tu đưa ra trở nên hết sức bé nhỏ. Hai kẻ được các chiến đội lớn tranh giành sẽ không quan tâm đến chút ép này, cứ nhìn những câu trả lời viết nhiều. Sợ mỏi tay trước đó là biết, nếu Diệp Tu còn chơi trò cù nhây, dám chừng cả hai chẳng thèm khách sáo nữa, lóc mẹ hắn luôn cho đời thanh tịnh rồi. Tiếc quá, lúc nói câu này, Diệp Tu còn tiếc đứt ruột hơn trước. Bởi hắn biết rõ Hưng Hân đã bỏ lỡ hai hạt giống tốt thế nào. Bên cạnh đó, Lô Quan Ninh vẫn không ngừng nhắn tin tới, chia sẻ thông tin cho Diệp Tu đầy tin tưởng, mong Diệp Tu bày mưu cho gã. Thằng này, chẳng lẽ quên mất đám Diệp Tu cũng là chiến đội và đang mong chờ tuyển thủ xin sao, gã hiểu chứ, đồng thời cũng biết hai tuyển thủ nọ sẽ không hạ mình đi đấu khiêu chiến, lại còn tham gia vào đội tép diêu như Hưng Hân. Từ những video chiến đấu hoàn mỹ được chuẩn bị từ trước, đến kịch bản từ một kẻ vô danh chợt nổi như cồn sau khi trổ hết tài nghệ trong Event Noel. Ai hiểu chuyện đều biết rõ. Hai người, bị, phát hiện không phải tình cờ gì. Dù hôm nay không xuất hiện, sau này họ cũng sẽ đột nhiên tỏa sáng trước mặt mọi người, đây vốn chính là mưu kế của họ. Bọn họ đã tự nâng bi mình theo kế hoạch một cách hoàn hảo. Từ đây có thể thấy rõ giá tâm của cả hai, bọn họ mong mình có thể gặt hái được thành quả như mong đợi, chiếm thế chủ động trong việc đàm phán. Móa, Yên vũ lại nâng giá, bọn chúng thiếu người lắm hả? Lâu quan ninh than thở với Diệp Tu, chiến đội nghĩa trả mới gia nhập liên minh, thực lực yếu kém, chiến tích thấp tè, chẳng có gì ngoài điều kiện nên muốn dụ dỗ thì chỉ có thể đập tiền thôi. Tiếc rằng bọn họ gặp phải đối thủ rồi, chiến đội yên vũ luôn ổn định nhưng cứ bị ao vào thời khắc quan trọng nhất hiện cũng đang bám chặt hai người này. Diệp Tu không rõ Lâu Quan Ninh làm sao biết được Yên Vũ ra giá thế nào, cũng không hóng hớt gì. Có điều Lâu Quan Ninh vẫn không không đủ sức đấu lại một đối thủ cạnh tranh như Yên Vũ. Đập tiền cũng phải có giới hạn, dù cả hai thu hút đến mấy cũng không thay đổi được sự thật đều chỉ là người mới. Thành rồng hay rắn, không ai chắc chắn 100% được. Chuyện đầu tư cho người mới vốn đầy rủi ro, sau mấy đợt nâng giá liên tục, Lô Quan Ninh rốt cuộc hưởng tay trước vụ đầu tư này dù thành tích của chiến đội Nghĩa Trảm có không tốt, họ cũng đã sống qua những ngày đầu gian nan nhất. Tuy cả đội còn đang đứng ở ngưỡng cửa bị loại, nhưng thời điểm lên voi nhiều hơn, Lô Quan Ninh càng tự tin mình có thể giữ vững được vị trí. Giờ gã cũng không cần đun đúc chiến đội lắm, tăng hạng từ 16, 17 lên 14, 15, hoặc thậm chí 11, 12 thì có gì khác nhau. Ngoại trừ tiến được vào vòng tứ kết, còn lại với Lô Quan Ninh chỉ là mây bay gã không tin chỉ dựa vào hai cao thủ mới toanh này mà có thể xoay ngược tình thế đến mức lọt luôn vào vòng tứ kết nên sau khi hai kẻ không còn đáng chú ý trong mắt gã được nâng giá liên tục lâu quan ninh quyết định giơ tay rút lui thôi trong những lúc quan trọng như vậy gã cần lời khuyên từ đại thần ừ diệp tu đáp hở lâu quan ninh khó hiểu ông nói có lý đấy diệp tu nói thế ông anh có muốn bổ sung gì không lâu quan ninh hỏi giá tâm của hai đứa kia quá cao không phải chỉ một thứ là có thể thỏa mãn được khát vọng của chúng chúng muốn địa vị tương lai và cả những đãi ngộ xa xỉ ông dù bằng đãi ngộ thôi không đủ nếu bàn về địa vị ông vừa là chủ vừa là tuyển thủ tiếng nói của ông luôn lớn nhất trong đội rồi còn tương lai thì vẫn chưa nhìn ra được tương lai sán lạn gì cho nghĩa chảm đâu nhỉ diệp tu nghe lời bổ sung nguyên một chàng thôi đủ rồi lô quan ninh nghe diệp tu nhận xét thấu triệt xong bèn buông luôn dự định ban đầu gã có thể lay động hai người bằng một cái giá trên trời nhưng dùng tiền tài để lấp đầy dục vọng của hai người chi phí nhất định sẽ rất khủng khiếp lô quan ninh có đủ điều kiện cũng không có thói quen tiêu tiền như rác đến mức vậy trái lại diệp tu vẫn bám dính không tha cứ như thể không ai block hắn sẽ không từ bỏ vào tim tui quyết phấn đấu từ hai bàn tay trắng bơi ngược dòng quẩy tung tất cả con thác dữ chuyện này chỉ mới nghe mà đã sụp sôi tinh thần rồi đúng không? Diệp Tu hô hào, đại thần, tỉnh lại đi. Ông anh hết thời lâu rồi, bên này dường như bị trò cù nhây của Diệp Tu chọc tức, có hẳn một câu dài châm chọc chứ không hứng hờ cho qua như trước nữa. Nhưng đây là tiếng lòng của họ. Diệp Tu kỳ kèo chưa khiến họ block thẳng mặt quân mạc tiếu, chỉ buộc họ nói ra sự thật không thèm kiêng nể. Ha ha, còn sớm lắm. Diệp Tu vẫn thong thả đáp trả câu chế diễu nọ. Thế à? vậy ông chứng minh cho tụi này xem đi thẳng thắn cả rồi không giả nai tiếp hai người cũng không khách sao chi hết chẳng lẽ hai người không muốn trở thành một nhân tố chứng kiến kỳ tích này à diệp tu hỏi tụi tui sẽ chống mắt lên chờ tiếc thật đấy diệp tu than thở a à, hai người đã bỏ qua cơ hội lưu danh sử sách vinh quang rồi diệp tu nói tiếp ha ha người này sớm hay muộn cũng làm được điều đó thôi ha ha còn tôi đã sớm làm được điều đó rồi chỉ khác vài chữ, đẳng cấp lại khác xa hoàn toàn. Nói hay lắm, Trần Quả ngồi cạnh đập bàn hô to, khi Diệp Tu bị người ta chế giễu, cô đã thấy tức lắm rồi. Bực hơn là Diệp Tu lại cứ ngấm ngầm chịu đựng mấy lời gạch đá thế này. Nhưng sau khi xác nhận không thể trò chuyện hòa bình, Diệp Tu lập tức phản đam. Kiểu trở mặt nhanh như lật sách này, Trần Quả thích, lẽ ra nên làm vậy từ sớm. Trần Quả cảm thấy Diệp Tu nên phản công ngay từ đầu, bị chế giễu mà còn phải mời người ta cùng chứng kiến kỳ tích quả thật rất dư hơi. Ai, không mời được rồi, Diệp Tu lại thở dài. Nhưng ít ra tụi nó bị cậu chọc tức rồi, Trần Quả nói. Tôi đang tiếc cho họ, Diệp Tu nói, đợi hưng hân của tụi mình giật cúp, chắc tụi nó sẽ hối hận vì quyết định hôm nay lắm. Cậu, nó thật đó à? Trần Quả hỏi, thật mà, Diệp Tu nói. Thôi được rồi, tiếc thật đấy, Trần Quả nói. Chị nói thật đó à? thật cái đầu cậu ấy. Cây event tiếp nào, đừng nói nhảm nữa. Trần quả quát, ơ, chính đã xài hết ba lượt, nhưng không phải còn có rất nhiều clone sao. Hoạt động cướp vớ này tất nhiên không ngại nhiều. Mọi người đổi tài khoản, bắt đầu sự kiện, cổ động Noel, lần nữa. Hai đứa kia đừng hòng vào được hưng hân của tụi mình. Trần Quả vừa bảo, đừng nói nhảm, xong, giờ lại tức giận càm giảm. Thôi đi ba, người ta có muốn vào đách đâu? Diệp Tu nói. Chú mày im cho chị. Trần quả hết. Chương 904, không mời mà đến Edip, Hà, Beta, Sien giờ Trần quả chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy bộ mặt hối hận vì bỏ lỡ cơ hội trở thành quán quân với hưng hân của hai tên đồng đội, Hờ, thậm chí coi đó là nguồn động lực, hô hào khích lệ tinh thần mọi người. Đương nhiên rồi, ai nấy đều hồ hởi đáp lời, cùng nhau quét tài khoản, bận rộn chuyển trang bị của ơ chính sang clone. Trang bị của clone cùi hơn nhiều so với ơ chính nhưng vì tối ưu hóa lợi ích, cả đội đều không sợ gì cả. Thực lực của clone nhất thời được phát huy cực điểm, ai cũng có clone mang nghề nghiệp tương ứng chỉ trừ hai người. Một là Mạc Phàm, tên này chơi luôn clone thích khách Mạc Bạch mà hắn từng dùng để hôi của, cũng không biết hắn luyện nó lên cấp 75 từ lúc nào. Lúc này mọi người đều dùng clone ra trận, hắn bèn dùng luôn con clone này mà không cần tìm hưng hân xin tài khoản. Còn lại chính là Diệp Tu tán nhân quân mạc tiếu quả thực đào không ra đứa thứ hai, Diệp Tu cũng không tìm người luyện hộ thêm một tài khoản nữa. Thật ra hắn cũng muốn lắm, nhưng sợ chả ai nhận luyện cho. Tán nhân yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến thần chi lĩnh vực ở cấp 50 để vào thần chi lĩnh vực luyện cấp. Việc này không phải ai cũng có thể làm được. Có điều có tài khoản tán nhân hay không cũng ảnh hưởng gì đến Diệp Tu cả. Mọi người chọn nghề, hắn thì tùy tiện cầm một ớt trang bị ngon là ok rồi người cũ, nghề và trang bị giữ nguyên, còn cần phải nói thêm gì nữa chứ, nhìn bảng thành tích cứ lũ lượt xuất hiện từng tốp người chơi mới, tất cả đều thuộc hưng hân, công hội của các chiến đội khác ngầm hiểu ngay. Cả bọn cũng đang dùng thủ đoạn y chang đây, theo lẽ thường, phần thưởng của những hoạt động hạn chế số người kiểu này sẽ có giá trị cao hơn so với hoạt động không hạn chế. Công hội của chiến đội sẽ nghĩ cách tạo thêm nhiều clone cho những thành viên chủ chốt có trình tham gia. Giờ thấy hưng hân cũng làm vậy, ai nhìn cũng cay nhưng không có quyền lên tiếng được trong lúc mọi người đang phát hờn với hưng hân chiều hôm đó trên bảng đột nhiên xuất hiện thành tích mới các công hội lớn đều chết lặng rồi cho rằng chiến đội hưng hân lại sạch luôn tiếp ai ngờ bấm vào mới nhận ra không phải người hưng hân mà là người của gia vương triều gia vương triều từ bao giờ lại có người giỏi như vậy là đối thủ cũ suốt nhiều năm các công hội đều hiểu rõ nhau giờ nhìn kỹ lại sao nhóm nghề của đội lập thành tích này lại giống với đội ngũ của chiến đội gia thế hiện tại thế nhỉ, quần chúng cạn lời rồi. Hưng hân và gia thế, hai đội đánh vòng khiêu chiến tầm thấp lại có thành tích tranh event Noel vượt xa họ. Đành chịu, người ta tham gia giải khiêu chiến, thì có cần cố gắng hết sức cho giải đấu chuyên nghiệp đâu. Các công hội lớn cũng hy vọng tuyển thủ chuyên nghiệp nhà mình đến, nhưng ai cũng biết đây là điều không thể. Cho nên mọi người chỉ có thể mở to mắt nhìn thành tích của hai nhà này xem ra phần thưởng đua top năm nay không có duyên với họ rồi. Người của gia thế, các công hội lớn đều phát hiện không lý nào hưng hân lại không biết. Có gì lạ, Diệp Tu nói, chúng ta còn giành thế này huống chi là họ, vậy bảng xếp hạng lần này phải đấu một trận rồi. Ngụy Sâm nhìn lên bảng xếp hạng trước mặt, cả phần đội ngũ và cá nhân, thành tích hai bên đều đang bám sát nhau. Kẻ tám là người nửa cân, chưa đến phút chót thì không rõ ai giỏi hơn ai. Cứ làm tốt phần mình là được, đừng nghĩ nhiều làm gì, Diệp Tu nói ngày hoạt động đầu tiên cứ thế kết thúc. Trên bảng xếp hạng đội ngũ, đội của Ngụy Sâm đứng đầu với 55 đôi vớ. Nhưng quân Mạc Tiếu và bánh bao xâm lấn đã bị đá khỏi hạng 2, họ chỉ nhặt được 51 đôi thôi. Đội ngũ ra vương triều do tiêu thì khâm dẫn rõ ràng đang xếp thứ hai với 53 đôi. Bọn họ chỉ hơn kém nhau hai đôi, khó có thể nói ai mạnh hơn ai. Nhưng có điều, Đội của nghinh Phong Bố Trận và quân Mạc Tiếu đều may mắn được một lần chọn điểm, còn Gia Vương Triều lại có thành tích ổn định suốt cả ba lượt. Nếu không được may mắn như vậy thì sao? Cứ nhìn đám clone của Hưng Hân là biết ngay. 51 đôi và 47 đôi, thành tích hơi thấp vì thiếu vài quả chọn điểm này. Hơn nữa còn bị bộ đôi há dám phản kháng và ai không cúi đầu bám sát. Quyết không cho tụi nó leo lên. Trần Quả dùng thân phận xếp lớn ra lệnh. Tuy ra thế cũng là một đối thủ đáng ghét, nhưng bộ đôi kia chợt phát ra OT khiến thủ hận của cô tạm chuyển rời sang đấy. Ngày thứ hai ngày 26 tháng 12, đám người hưng hơn lại onl game, vừa lên đá bất giác mở bảng xếp hạng ra xem. Bảng xếp hạng có chút thay đổi, nhưng qua đó thấy được hôm qua, mấy đội có thể vớt về hơn 30 đôi hay cá nhân mà hốt hơn chục đôi là hên lắm rồi. Nhiều người thâu đêm đi ba lượt của ngày mới cũng đách thể làm được như hôm qua, lúc hơn lúc kém, khá bấp bênh. Được cái bọn họ đã hoàn thành 6 lượt ưu thế, nên một số đội của họ tạm thời vẫn đang dẫn trước. Nhưng bọn họ cũng nhận ra đây chỉ là tạm thời mà thôi. Trừ khi hôm nay Gia Vương Triều và Hưng Hân không lên cày event. Diệp Tu không biết Gia Vương Triều có lên hay không, cũng không muốn biết. Cả đám thoải mái đi cày hoạt động, chỉ mới một lượt mà bảng xếp hạng đã thay đổi hoàn toàn. Đến lượt thứ hai, một cú lội ngược dòng ngoạn mục lại xảy ra há dám phản kháng và ai không cúi đầu cũng xong lượt đầu, tiện thể đạp luôn đội ngũ trước đó vật vã qua sáu lượt. Mới lên đỉnh được chút xíu xuống, hai đứa này chảnh quá rồi. Trần Quả nói, Diệp Tu giờ khóc giờ cười, người ta đua event bình thường mà chảnh gì chơi. Trần Quả lúc ngứa mắt ai thì có thể đổi trắng thay đen bất chấp lý lẽ như vậy. Tiếp đến là lượt hai, vừa vào mép, mọi người đều có thói quen kéo bảng số liệu còn đang chống ra xem có những ai tham gia cùng diệp tu nhìn vào bảng tên rồi chợt lên tiếng trùng hợp ghê há dám phản kháng và ai không cúi đầu diệp tu thấy rõ tên hai người đang đứng cùng quân mạc tiếu và bánh bao xâm lấn là hai cặp đôi duy nhất trên bảng xếp hạng đội ngũ cho chúng nó một bài học trần quả hăng hái hơn hẳn cướp vớ là trên hết diệp tu nói lúc này mà diệp tu còn lý trí và bình tĩnh như vậy làm trần quả vô cùng lộn mề được cách cô hiểu tính diệp tu nên tiếp tục châm ngòi chúng nó là đá ngáng đường đấy Tất cả mọi người đều là đá ngáng đường, Diệp Tu tiếp tục lý trí. Cũng không có đá nào bự tổ chẳng như chúng, Trần Quả gằn giọng. Chưa chắc à, còn phải xem tình hình thế nào đã, Diệp Tu nói rồi nhấc tay nghe lên, cứ như chuẩn bị tập trung chơi game, không muốn nghe Trần Quả nói nữa. Ai dè hắn đột nhiên quay đầu la to, Bánh Bao, em đâu rồi, bên kia hình như có người, Bánh Bao cũng hét lên, lần này gió không lớn, lão đại không cần nói to nữa đâu. Có điều hét vậy cũng sướng mồm thật hành động dè chừng chút, Diệp Tu nói. Hiểu rồi, bánh bao đáp lại, đồng thời điều khiển bánh bao xâm lấn ngồi xổm xuống mà đi. Quả thực dè chừng vô cùng, 10 đôi vớ đã xuất hiện nhưng cả Diệp Tu, bánh bao và những người chơi khác đều không tìm ra chúng. Sự yên bình kéo dài quá lâu, khiến mọi người đều cho rằng lỗi tại bản đồ. Lần này mép không phải bão tuyết nữa mà là cảnh trời quang mây tạnh, ánh nắng chói trang làm tuyết trắng sáng đến lóa cả mắt nhiều người khóc lóc thảm thiết vì vô hụt vớ biết bao lần. Giời ơi, mệt quá đi, bánh bao phàn nàn, nhất là mắt ấy, ai cho xin 500 thuốc nhỏ mắt nào, bánh bao rất chú ý bảo vệ mắt, mối tội chả ai coi lời cậu ta là thật, dù nghe thấy cũng đồng loạt làm lơ. Không ngờ sau cùng lại có người ném cho cậu một lọ thuốc nhỏ mắt. Bánh bao giơ tay bắt lấy rồi nhìn sang, người ném thậm chí không thèm lú đầu, nhưng bên đấy chỉ có mình mạc phàm ngồi mà thôi. Ô hô, có thiệt này. Hai, chuyên nghiệp, bánh bao dơ ngón cái, sau đó lại nhìn lọ thuốc nhỏ mắt trong tay, cái này dùng sao nhỉ, cậu dùng thiệt à. Đường Nhu ngồi cạnh rậm hỏi, như thể sợ bánh bao không biết dùng sẽ ăn luôn cả lọ. Nhỏ tí, bánh bao nói, ngừng đầu lên, nhắm mắt vào, đường Nhu cầm lọ thuốc nhỏ mắt trong tay bánh bao, nhắm mắt thì nhỏ kiểu gì. Bánh bao vừa làm theo vừa thắc mắc, đường Nhu tay trái banh mắt cậu ra, tay phải cầm lọ thuốc, nhỏ xong mới nói, được rồi ngồi yên chớp mắt đi đúng là đường nhu tay mắc nhanh luôn cậu nhìn tốc độ tớ chớp mắt nè giỏi không bánh bao vừa nói vừa chớp mắt như điên giỏi lắm đường nhu khen ngợi bánh bao nghe khen bèn nháy không ngừng tư thế ngẩng đầu vẫn giữ nguyên trông chẳng khác gì một kẻ bị chảy máu cam bánh bao xong chưa diệp tu hỏi lão đại nhỏ tí không mắt với thoải mái lắm bánh bao gà gấm thôi mau chơi tiếp nào diệp tu nói tiếp vậy Bánh Bao thở dài, lại tiếp tục điều khiển bánh bao xâm lấn theo sát quân Mạc Tiếu. Rốt cuộc bây giờ cũng có người nhặt được vớ, mọi người lập tức nhìn lên kênh hệ thống xem tên người nhặt, rồi lại mở bảng ra xem tên này đang cùng đội với ai. Đó là kinh nghiệm của mọi người sau một ngày tham gia hoạt động. Tiếp đó cả đội ngũ này sẽ trở thành mục tiêu để mọi người cướp bóc, bởi không ai biết được vớ có bị chuyển chủ hay chưa. Tại một con đường trong khe núi tuyết, đội ngũ duy nhất có vớ và hai vị khách không mời lại không hẹn mà gặp. Cuộc chiến bắt đầu, tiếng súng vang vọng, kéo dài không dứt. Lát sau, hệ thông lại báo tin, há dám phản kháng nhặt được một đôi vớ. Mà lúc này, tổng số vớ đã nhặt lại chỉ có một. Chương 905, làm vậy dễ hơn edit, kha, beta, na trong cuộc chiến năm vs 2 này, nhóm đông hơn lại bị giết sạch. Khi cả lũ ôm nhau chết chùm, Vớ nằm trong tay ai cũng không còn quan trọng nữa rồi. Giàn mặt rồi cướp, phong cách này anh mày thích, Diệp Tu tán thưởng, hoạt động vẫn tiếp tục diễn ra. Đôi thứ hai, thứ ba, thứ tư, từng đôi vớ lần lượt được nhặt, chiến tranh cũng vì vậy mà nổ ra khắp nơi. Giữa tiếng nhắc nhở liên tục của hệ thống, há dám phản kháng và ai không cúi đầu chính là hai cái tên nổi bật nhất, tin hai người nhặt được vớ xuất hiện liên tục trên thông báo hệ thống. So ra hai kẻ chiếm thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng như quân mạc tiếu và bánh bao xâm lấn lại có thành tích kém xa, đến bây giờ cả hai vẫn chưa vớt được đôi nào. Nhưng người chơi nào trong bản đồ lại quan tâm thành tích của hai đội chứ? Họ chỉ quan tâm mình có nhặt được vớ hay không? Vụ tuyết phía tây bắc, một đôi vớ lại xuất hiện. Một đội ngũ tình cờ đi ngang, vừa định khớp khởi nhặt lấy, thì chợt nhìn thấy hai nhân vật thiện xạ không ngừng nã đạn phi súng đến trước mặt họ, nhanh như đang trượt tuyết. Vớ còn chưa được sờ mà trận chiến đã bắt đầu, nhưng nhóm người này chả ham đánh đấm, bọn họ chỉ muốn nhặt vớ trước rồi làm gì thì làm. Chỉ là Há Dám phản kháng và Ai không cúi đầu đã lên kế hoạch sẵn, hai người chỉ lo tấn công, không màng gì đến việc nhặt vớ. Hai súng phối hợp, đạn bắn vèo vèo, đội năm người lại vừa khéo không có nhân vật thiện xạ nào, tốc độ tấn công của cả đội không ai bằng thiện xạ. Há Dám phản kháng và Ai không cúi đầu còn đứng xa nhau tấn công tới tấp đội năm người cuối cùng cũng nhặt được vớ, nhưng thế thì sao? Không xử được đối thủ trước mặt, vớ cũng rơi xuống đất lại thôi. Kết quả vẫn rơi vào bi kịch, đội nhặt vớ tập trung phản công, lại bị hai người đứng ở hai bên trái phái vây đánh, không biết nên đánh bên nào trước. Hai người vừa áp chế vừa chuyển mục tiêu dồn mic vô cùng thành thạo. Từng đối thủ cứ vậy mà chết sạch, sau cùng cả hai cầm lấy vớ vừa rơi ra, đổi hướng rời đi một cách an toàn. Giỏi đấy! Hai nhân vật vừa rời khỏi, một nhân vật đột nhiên nhảy khỏi hố tuyết. Diệp Tu điều khiển quân mạc tiếu nhìn quanh bãi chiến trường, như đang nghiệm lại những gì vừa diễn ra. Rồi nhanh chóng chạy theo phương hướng há dám phản kháng và ai không cúi đầu rời đi. Bánh Bao cũng đang ngồi xổm trong hố tuyết, nhưng lần này cậu ta không nhìn chằm chằm một nơi nữa, mắt ngó nghiêng 360 độ, chú ý xem có người đến gần không. Có, phía bên kia, một đội ngũ vừa ngó giáo giác vừa bước sang đây bánh bao theo dõi gắt gao, mãi đến khi thấy bên kia không định đổi hướng mới nhảy khỏi hố tuyết lăn. Mình về trước và xoay người lao tới. Hệ thống thông báo, bánh bao xâm lấn nhặt được một đôi vớ. Tuy người khác không quan tâm ai trong hai đội nhiều vớ hơn, nhưng bản thân hai đội lại ngầm ganh đua nhau. Mới có một đôi kìa, há dám phản kháng cười bảo. Ha ha, vớ đều trong tay tụi mình, tụi nó cứ mơ đi, ai không cúi đầu nói mình còn mong tụi nó mò đến đây đấy há dám phản kháng bảo ít ra tụi nó còn giữ một đôi mà ai không cúi đầu móc xỉa cả hai cười phá lên sau đó lại chạy như bay trên nền tuyết tìm vớ hoặc những đội ngũ nhặt được vớ không ai trong hai người phát hiện ở phía xa có một bóng người vẫn luôn theo đuôi họ lúc ẩn lúc hiện trong tuyết há dám phản kháng và ai không cúi đầu tiếp tục tích vớ hai người đã trở thành mục tiêu của cả bản đồ có điều với khả năng tấn công tầm xa, di chuyển cao của nghề thiện xạ, hai người đa số đều có thể chủ động phản công lại. Từ trước tới giờ, lúc hai người nhặt được chừng 15 đôi, vớ của bản đồ sẽ bị nhặt hết, hệ thống đếm ngược 120 giây. Trong 2 phút này, những đội ôm được nhiều của chắc chắn sẽ trông mong thời gian mau kết thúc, nhưng hai người lại không thích quy định này tí nào. Bởi vì hai phút không đủ cho họ tìm thấy con mồi trước khi hoạt động kết thúc, làm họ chưa bao giờ đạt chọn điểm nhưng bây giờ cả hai đã hốt hơn 15 đôi, bước vào thời điểm quyết định như trước, mà bản đồ vẫn còn một đôi không chủ. Chuyện chưa từng xảy ra này khiến họ kích động, nếu có thể giữ nguyên như vậy, họ có cơ hội sẽ đạt chọn điểm. Lúc này, bộ đôi không thèm hơn thua với đội hai người kia nữa, chỉ tích cực tìm kiếm mục tiêu mới khắp nơi. Cả bản đồ 20 đôi, một đôi vớ không chủ, đội của Há dám phản kháng nhặt được 16 đôi, cả bản đồ 20 đôi. Một đôi vớ không chủ, đội của Há Dám phản kháng nhặt được 17 đôi. Cứ tăng một đôi, cả hai lại càng thêm kích động và khẩn trương. Đôi cuối cùng không thể bị lấy nhanh đến thế, hai người thầm cầu nguyện, 18 đôi rồi, thiếu hai đôi nữa. Trong số đó, một đôi chưa bị nhặt, còn một đôi, cả hai không cần tra bảng cũng biết nó đang ở chỗ của Quân Mạc Tiếu và bánh bao xâm lấn. Tụi nó có để mình tìm được không? Há Dám phản kháng hỏi, là mục tiêu của cả bản đồ hai người từng đối mặt với tất cả đội ngũ trong lượt event này duy chỉ có đội ngũ mà bọn họ coi trọng nhất thì không ai ngờ đội ngũ khiến cả hai quan sát nhiều lần này lại mới chỉ có một đôi rõ ràng hai đứa kia từng chết rơi sạch vớ rồi bị cướp hết lại không dám tới tìm họ quân mạc tiếu và bánh bao xâm lấn càng bị hai người coi thường hơn những người không vớ không còn gì để mất sẽ bất chấp tranh lệch thực lực nhưng hai người kia lại không dám há dám phản kháng và ai không cúi đầu cho rằng quân mạc tiếu và bánh bao xâm lấn đang sợ mất mặt khi bại trong tay họ đại thần mà ổng mà trốn thì tụi mình cũng chưa chắc tìm được ai không cúi đầu nói ha ha còn phải coi tụi nó có dám tới hay không há dám phản kháng đáp xong thậm chí còn gửi thẳng vị trí của mình cho quân mạc tiếu khách sáo quá vậy còn chủ động mời tụi tui qua nghe thấy tiếng trả lời chứ không phải tin nhắn cả hai giật mình cho hai nhân vật nhảy sang hai hướng bầy thế giáp công nơi giọng nói truyền tới. Khả năng nghe tiếng đoán hướng của hai người ngược lại rất chuẩn. Không phải hai người hoan ninh tui lắm sao? Quân mặc tiếu của Diệp Tu vòng ra từ một ụ tuyết, tay trông ô, đứng giữa nền tuyết lại ngời ngợi một phong thái không nhân vật nào sánh được. Chẳng qua bộ đồ hắn đang mặc quả thật quá kinh dị. Ấn tượng của cả hai khi lần đầu nhìn thấy quân mạc tiếu chính là như vậy. Cả hai thử mường tượng hình ảnh hắn khoác thêm áo gió vào. Đúng, đó chính là thẩm mỹ chung của phần lớn người chơi thiện xạ áo gió đẹp nhất áo gió ngầu nhất áo gió sang chảnh nhất thiện xạ nào không mặc áo gió thì không phải một thiện xạ tốt đứa nào không biết thưởng thức áo gió chắc chắn là ma mới nhưng sau khi chiêm ngưỡng toàn bộ trang bị của quân mạc tiếu hai người rốt cuộc cũng hoàn hồn ông luôn lần quẩn quanh đây phải không há dám phản kháng nói tin vừa gửi mà người đã đến không thể chúng hợp thế được rõ ràng tên này đã ở đây theo dõi họ từ suốt đến giờ chẳng lẽ hắn định đánh lén thế thì quân mạc tiếu có vẻ không hề nhát gan như họ tưởng đúng rồi tôi ở đây nãy giờ mà không lại gần vậy nên giờ mới biết hai người là con gái nè diệp tu nói trước hắn có bám đuôi nhưng khoảng cách quá xa hắn không thể nghe thấy cả hai nói chuyện mãi đến giây phút cuối cùng quân mạc tiếu của hắn mới đến gần lúc mới nghe hai người mở miệng hắn cũng hơi ngạc nhiên Hóa ra cặp đôi sát thủ event có cái tên hoành tráng và chơi ớt thiện xạ nam này lại là hai cô gái. Ông luôn đi theo tuổi tui, bộ đôi để ý chuyện này hơn, còn chuyện có người biết cả hai là nữ thì không màng đến lắm. Tuy cả hai đều chọn ớt nam, nhưng không hề che giấu giọng nói, rõ ràng không định giấu giếm giới tính. Trong vinh quang, hiếm người chơi nam nào lại chơi ớt nữ lắm, trái lại người chơi nữ chơi ớt nam lại khá nhiều. Con gái thường sẽ chọn ơ là nam nếu thích dáng vẻ và tạo hình của nhân vật đó mà. Chuẩn, Diệp Tu nói, ông muốn gì, còn phải hỏi à, tất nhiên là muốn cướp vớ, Diệp Tu nói. Hèn hạ, làm sao hai người có thể không phát hiện, người này định để hai. Cô thầu hết vớ trong bản đồ, sau đó mới chôm thẳng vớ từ tay hai cô. Thì đối phó hai người dễ hơn 48 người mà, Diệp Tu cười. Chỉ dựa vào mình ông anh á à, hai người cười diễu, đâu. Tôi cũng có đồng đội đó, bánh bao. Diệp tu hô, tới liền đây. Bánh bao trả lời ở ngoài game, nhưng hai người trong game nào biết được, cả hai nghe thấy tiếng hét to đầy chân thật, bèn đề cao cảnh giác. Ai dè chờ mãi chả thấy bóng dáng bánh bao đâu, lại chỉ nhận được một thông báo từ hệ thống, bánh bao xâm lấn nhặt được một đôi vớ. Đôi cuối cùng đã bị nhặt, 120 giây đếm ngược bắt đầu. Ông định đánh bại tụi tôi chỉ trong 2 phút ư, hai người có cảm giác mình bị coi thường. Nghĩ sao vậy? Diệp Tu nói. Tiếp đó để quân Mạc Tiếu giơ tay vứt một đôi vớ xuống đất, mà nếm ngược biến mất, vớ chưa nhặt lại hiện ra một đôi. Khoan lấy nha, làm vậy tụi mình mới có nhiều thời gian hơn, Diệp Tu nhắc. Cả hai cạn lời rồi, bánh bao mau lên, người ta đang đợi nè. Bộ đôi lại nghe thấy Diệp Tu la to. chương 906, trong tuyết có hô edit, mì, beta, kha đây chỉ là hoạt động trong game, há dám phản kháng và ai không cúi đầu đáng lý ra không nên chờ bánh bao xâm lấn đuổi tới, tranh thủ hội đồng quân Mạc Tiếu đang cu đơn mới là hợp lẽ. Nhưng cả hai đều không làm vậy mà lại thành thật chờ đợi như thế. Hai người luôn cảm thấy Diệp Tu chú trọng thân phận, sợ bại dưới tay mình nên mới không dám tìm họ. Nhưng thực chất Diệp Tu trong game có bao giờ để tâm thân phận đại thần của mình. Trước giờ hắn luôn làm việc theo quy tắc, theo logic. Nếu Diệp Tu là hai người, trong trường hợp không có mục đích đặc biệt gì chắc chắn hắn sẽ tận dụng thời gian đối thủ đang một mình mà ra tay còn hai người này chưa chính thức trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đã lên mặt chơi nhường hai người bày sẵn tư thế chiến đấu chỉ chờ bánh bao xâm lấn đến sorry em đến chậm bánh bao xâm lấn cũng nhanh chóng có mặt người đến tiếng đến gạch đến hai người cũng biết bánh bao xâm lấn sắp tới nhưng vừa đến liền động thủ thì quả thật bất ngờ viên gạch nọ dù không phang chúng ai nhưng ai không cúi đầu lại khá bối rối sau thoáng sửng sốt mới tránh khỏi nó tranh thủ nào lát nữa có đội khác đi ngang thì phiền phức lắm diệp tu nói ô thiên cơ đang dương của quân mạc tiếu liền hạ xuống làm luôn một phát súng nòng xoay đạn nối thành đường thẳng bay về phía ai không cúi đầu cô nàng vừa mới né xong gạch của bánh bao đang định tức tối mắng vụ cậu ta đánh lén bất lịch sự thì không ngờ diệp tu lại trở mặt nhanh hơn lật sách tất nhiên không thể tránh được súng nòng xoay này súng nòng xoay là một chuỗi đạn liên tiếp, với người chơi có kinh nghiệm và trình độ, chỉ cần trúng một phát, những phát sau sẽ không trượt được. Diệp Tu tất nhiên, có kinh nghiệm và trình độ, đợt súng nòng xoay này bắn liên tiếp 20 phát, trúng hết vào ai không cúi đầu. Có điều đây là kỹ năng cấp thấp, sát thương không cao lắm. Nhân vật bị trúng từng phát súng của súng nòng xoay chỉ giật như lên cơn động kinh, trông cực kỳ khó coi. Hai người vừa lên mặt đã bị dập te tua, đương nhiên không thể chịu nổi hèn hạ, há dám phản kháng vừa mắng vừa giơ súng đánh trả, đạn vụt bay, quân mạc tiếu dơ ô lên chắn, đồng thời áp sát lại. Ai không cúi đầu bị đánh đến chật vật còn phẫn nộ hơn, nhưng cô nàng không tức quá hóa rồ, không nóng lòng trả thù mà chuyển sang tấn công mục tiêu khác, bánh bao xâm lấn. Ai không cúi đầu lăn ra sau lưng há dám phản kháng, ngồi lên dơ súng định bắn, nào ngờ trước mắt chỉ có một mảnh tuyết trắng xóa, không hề thấy bóng dáng bánh bao xâm lấn đâu ai không cúi đầu xoay một vòng 360 độ, quả thật không thấy bánh bao xâm lấn. Nhưng bản đồ này có rất, nhiều gọt tuyết hố tuyết, nhân vật muốn trốn cũng không khó. Ai không cúi đầu lập tức để ý mấy chỗ gọt tuyết hố tuyết, cũng nổ súng bắn thử, cố gắng dọa bánh bao xâm lấn nhưng không thành công. Bên kia, há dám phản kháng bị quân mạc tiếu chống ô thiên cơ càng ép càng sát. Người chơi hệ xạ thủ sẽ không để đối thủ lại gần dễ dàng như vậy, cho dù là thiện xạ có chút khả năng cận chiến há dám phản kháng vừa tấn công vừa phi súng lui về phía sau kéo giãn khoảng cách. Hai cô nàng vô cùng ăn ý, há dám phản kháng vừa lùi, không cần nhắc nhở ai không cúi đầu cũng đã phối hợp theo, lui một góc 45 độ so với hướng lui của há dám phản kháng. Nào ngờ quân mạc tiếu lại đột nhiên buông tha há dám phản kháng mà mình đang cố tiếp cận, thi triển thuật phân thân, ảnh ảo ở lại, người thật thì vọt lại chỗ ai không cúi đầu. Ai không cúi đầu vội đánh trả, quân mạc tiếu chạy loạn khắp bản đồ, làm góc nhìn của ai không cúi đầu cũng phải xoay theo. Cô vừa mới quay lưng về phía há dám phản kháng, chợt nghe thấy tiếng cười, ha ha, truyền đến từ phía sau. Sao thế, ai không cúi đầu đoán tiếng cười này hẳn là bánh bao xâm lấn, nhưng cô nàng chỉ có thể mở miệng hỏi, không dám quay đầu lại, sợ bị quân mạc tiếu tìm được sơ hở. Áo choàng tàng hình, sau lưng truyền đến tiếng cáu gắt của há dám phản kháng, cô nàng đã bị bánh bao xâm lấn dùng chiêu khóa yết hầu bắt được. Ây nghe tiếng hình như là con gái bánh bao mừng rỡ nói phải mi nữ không bánh bao hào hứng hỏi vỡ núi kích trong quá trình xoay quanh ai không cúi đầu quân mạc tiếu vừa bắn vừa né dần rút ngắn khoảng cách hai bên sau đó hắn chợt vung đao bổ một nhát vỡ núi kích xuống thế nhưng khoảng cách của hai người cũng không quá gần chiêu này đủ để ai không cúi đầu kịp thời né tránh song quân mạc tiếu lại không thu chiêu ngay chém thẳng một kiếm xuống đất sóng xung kích lan tỏa tuyết trên đất bị xoáy bay phất phơ che khuất bóng dáng của các nhân vật trong không gian mơ hồ ấy quân mạc tiếu là một cú trượt cả người chìm vào dưới tuyết trong chớp mắt không thể nhìn rõ hắn trượt đi đâu ai không cúi đầu nào dám lơ là nhảy lùi đồng thời nâng hai súng ánh mắt khóa chặt phía trước chỉ cần nền tuyết có chút nhấp nhô là cô sẽ nổ súng ngay nhưng cô chưa kịp thấy gì thì tuyết đã bắt đầu rơi xuống ai không cúi đầu cũng nhận ra chiêu này của quân mạc tiếu vốn không nhắm vào mình Cô xoay góc nhìn sang bên kia, Quân Mạc Tiếu nhảy khỏi lớp tuyết sau cú trượt, ô thiên cơ trong tay vẫy thành chiến mâu, đâm thẳng thiên kích về phía Há Dám phản kháng. Mà kỹ năng khóa yết hầu cũng đúng lúc hết giờ, tay bánh bao xâm lấn buông lỏng, Há Dám phản kháng bị hất lên không trung. Hai, người đuổi theo dồn sức đánh Há Dám phản kháng đang lơ lửng, ai không cúi đầu vội chạy tới cứu viện. Há Dám phản kháng cũng đang tự giải cứu mình, cô xác định phương hướng định bụng ná đàn dùng phi súng rời khỏi phạm vi đuổi đánh của hai người. Ai ngờ chiến mâu của quân mạc tiếu còn nhanh hơn đạn, trước khi đạn ra khỏi nòng đã đâm cô nàng xoay một vòng, viên vũ côn hất há dám phản kháng về với đất mẹ, mất dấu luôn. Ai không cúi đầu nhìn mà hoàng sợ, nhưng cô nghĩ há dám phản kháng không thể chết nhanh như vậy, có lẽ chỉ bị nhấn chìm trong tuyết thôi. Ai không cúi đầu dưa súng bắn điên cuồng, hòng tạo kẽ hở cho há dám phản kháng thoát thân nào ngờ quân mạc tiếu và bánh bao xâm lấn cũng canh lúc này mà lặn mất dạng trong tuyết súng ai không cúi đầu liền bắn vào khoảng không ai không cúi đầu ngơ ngác làm thế nào tuyết có thể dày đến mức lấp luôn người dù có nằm thẳng cẳng cũng không thể bị trôn luôn được thế nhưng ba nhân vật quả thật đang lặn mất dạng trong tuyết ai không cúi đầu lại bắn tới tấp về hướng đó bông tuyết bay lả tả vẫn không thấy vết tích của ba người đâu cả thế quái nào ai không cúi đầu buột miệng hỏi câu này chứng tỏ cô nàng đang mù tịt với người khá kiêu ngạo như hai cô thì khó mà hỏi ra được nhưng lúc này cô nàng chẳng cần quan tâm mặt mũi nữa có hố há dám phản kháng đành trả lời đúng vậy chuyện ai không cúi đầu mù tịt chẳng qua chỉ là ở đó có một hố tuyết mà thôi viên vũ côn của quân mạc tiếu vứt há dám phản kháng xuống hố sau đó hắn cùng bánh bao xâm lấn nhảy xuống hố này không lớn ba nhân vật chen chúc sẽ không còn chỗ nhúc nhích mà điều này vốn bất lợi với nghề thiện xạ lại còn phải lấy một địch hai há dám phản kháng khóc không ra nước mắt chỉ mong đồng bọn mau tới cứu ai không cúi đầu nghe sau mới giật mình lập tức hình dung ra nâng tay ném lựu đạn xuống đấy kết quả lựu đạn còn chưa kịp đáp đã bị một phát súng của quân mạc tiếu bắn nổ trên không ai không cúi đầu buồn bực chỉ hận mình không phải bậc thầy pháo súng bằng không chỉ một phát vệ tinh xạ tuyến nhiệt cảm phi đạn hay pháo mảnh đạn cũng đủ đập mấy tên trong hố ra bà nhưng bây giờ thì sao? Nghề thiện xạ như cô chỉ có thể nhảy lên cao tìm góc độ, bắn liên tiếp về phía cái hố kia. Nào ngờ đạn vừa bay ra, chỗ miệng hố vốn không còn tuyết chợt xuất hiện một tán ô, là quân mạc tiếu đang bung ô thiên cơ. Tấm khiên chỉ có thể giảm thương tổn diện rộng, không chặn hết được sát thương. Tuy A không cúi đầu không gió thuộc tính khiên của ô thiên cơ, cô cũng biết mình không thể liều mạng được với người có lớp chắn bảo vệ. Há dám phản kháng trong hố chắc chắn sẽ chết nhanh hơn ai không cúi đầu chưa từng trải qua tình huống thế này thật sự không nghĩ ra biện pháp gì nhân vận vừa nhảy lên đành phải đáp xuống trong giao diện đội ngũ ai không cúi đầu thấy được há dám phản kháng đang bị rút máu nhanh chóng rõ ràng cô nàng không thể chống trả được gì trong đấy ai không cúi đầu bó tay chỉ đành tiến lại gần chắc hẳn đứng tấn công bên mép hố thì có thể cứu há dám phản kháng ra nhỉ đáng tiếc cô nàng không có cơ hội đó, sắp đến gần hố rồi, quân mạc tiếu đột nhiên chống ô thiên cơ nhảy lên. Mặt ô to hơn hẳn những tấm khiên thường xoay vòng vòng trước mặt ai không cúi đầu, làm cô nàng hoa cả mắt. Kỵ sĩ thường dùng cách này, cô đương nhiên cũng biết cách phá giải là nhanh chóng kéo dán khoảng cách. Kéo dán khoảng cách với một xạ thủ vốn là chuyện cầu còn không được, nhưng bây giờ, ai không cúi đầu không hề muốn thế. Cô giơ súng nhảy lên, định bụng phóng qua ô thiên cơ suy nghĩ này có hơi liều lĩnh bắt nạt đối thủ trình kém thì được bằng không chỉ có thể coi như một thủ đoạn gây bất ngờ thôi nhưng ở trước mặt người có kinh nghiệm phong phú như diệp tu thủ đoạn ấy lại không cao siêu đến mức làm hắn phải bất ngờ ai không cúi đầu vừa mới nhú đầu lên ô thiên cơ đã đổi hình thái tách thành hai cây ton pha quân mạc tiếu tiến lên một bước hai tay kẹp lấy ai không cúi đầu gập eo làm cú quật ngã ai không cúi đầu cũng lộn mèo vào trong hố tuyết kia